Chàng trai này vừa tỉnh lại đã thấy mình nằm bên xác của một cô gái, xung quanh anh là máu và tay anh còn cầm một con dao. Nhưng điều kỳ lạ là nam chính không hề giết người, anh còn phải sống tốt để ghép tủy cho cô con gái 8 tuổi bị ung thư bạch cầu giai đoạn cuối. Vậy thế lực nào đã đứng sau đổ oan cho anh? Trong 2 tuần nam chính có rửa được nỗi oan và đến ghép tủy cứu sống con gái được không? Thì hãy cùng mình vào phim ngay nhé! Anh đẹp trai này là một gã giang hồ hết hạn sử dụng nên chỉ có thể sống vật vờ qua ngày bằng cách làm trai bao cho phú bà và mở một tiệm cầm đồ. Số tiền kiếm được đủ để tê sang ăn ngày 3 bữa và đóng tiền thuê phòng cùng cậu bạn thân Sư Gà, cô gái khách quen của tiệm cầm đồ chỗ anh tên Chu Chu. Cô có nhan sắc nên được tuyển vào làm gái tiếp rượu ở quán bar của chủ tịch Choi và may mắn lọt vào mắt xanh của ông. Quay lại với nam chính, cứ tưởng Tê Sang sẽ sống cuộc đời thế này đến lúc xuống lỗ. Thì đột nhiên vào một ngày đẹp trời, bạn gái cũ của anh lại tìm đến nói rằng anh có một đứa con, khiến Tê Sang hoài nghi nhân sinh. What the hell? Trở lại quá khứ 8 năm trước, khi đó Yuri lỡ mang thai con của Tê Sang, nhưng vì anh còn đang tuổi ăn chơi đú đởn nên ép cô đi phá đứa bé. Yuri có khóc lóc cầu xin thế nào thì cũng bị nam chính vô tình đẩy vào phòng phá thai, nhưng cô lựa chọn không làm thế mà vẫn sinh đứa bé ra và nuôi nấng nó. Thế nhưng con gái của cô lại mắc bệnh bạch cầu cấp tính, cần tìm người có tủy tương thích để ghép mới có thể cứu mạng con bé. Yuri là mẹ nhưng không hợp nên cô chỉ có thể tìm đến Tê Sang, tự dưng có một đứa con từ trên trời rơi xuống lại còn đang bị bệnh giai đoạn cuối, khiến Tê Sang hoang mang tột độ, nhưng Yuri chỉ cầu xin anh cho tủy chứ không cho anh nhận lại con gái, vì anh không xứng làm cha. Yuri quay lại bệnh viện, người đàn ông hiện tại đồng hành cùng cô chăm sóc con gái là cảnh sát Chung. Anh đã thích Yuri từ lâu nhưng cô hiện tại đã chẳng còn thiết tha gì với tình yêu nữa, chỉ một lòng nghĩ đến con gái, đó chính là Mỹ Mi, cô bé 8 tuổi hoạt bát đáng yêu. Biết mình sắp phải rời xa cõi đời nên Mỹ Mi đã rủ hội bạn có chung số phận chơi đá banh ngay trong bệnh viện. Không phải vì cô bé phá phách mà em hiểu rằng thời gian của mình không còn nhiều nên muốn làm những điều mà mình thích để khi ra đi không hối tiếc. Mới 8 tuổi mà đã suy nghĩ được như vậy thật sự rất đáng thương. Ở một phân cảnh khác, ta có người phụ nữ áo hồng này là nghị sĩ Seo, sống giản dị thân thiện nên rất được lòng dân. Họ bầu bà làm thị trưởng thành phố trong phiên bầu cử sắp tới, nhưng bà lại từ chối nói rằng mình sẽ chỉ tổ chức một buổi đấu giá bảo vật cổ. Số tiền kiếm được sẽ để làm từ thiện rồi rút khỏi giới chính trị. Người phụ nữ này quá là cao cả, nhưng thật ra đó chỉ là hình tượng giả mà bà ta dựng lên trong lòng dân chúng. Ẩn sau lớp mặt nạ hoàn hảo đó là một con cáo già thực thụ. Bà ta hợp tác với chủ tịch Choi để bán cổ vật giả, sau đó chiếm tiền từ thiện làm của riêng. Hai con cáo đang bàn công việc thì người tình của ông Choi xuất hiện. Chu Chu hiểu mình không nên nhìn quá nhiều nên vội vã ra ngoài, nhưng thân phận của cô không đơn giản như thế. Bên trong căn phòng mà nghị sĩ và chủ tịch ngồi có lắp camera giấu kín, thì ra Chu Chu là nội gián cho cô Thanh Cha Ly. Cô ấy đã điều tra bà nghị sĩ và chủ tịch Choi từ lâu. Họ phối hợp để có thể khiến hai con già này lộ đuôi và bắt chúng vào tù. Quay trở lại với nam chính lúc còn trẻ, Châu Anh đã từ bỏ con của mình. Nhưng giờ đã là một người đàn ông chín chắn và trưởng thành nên Tê Sang không thể ngó lơ trước bệnh tình của con gái. Vậy nên anh đã nhanh chóng đến bệnh viện lấy máu xét nghiệm xem độ thích hợp. Trong lúc đợi kết quả, Yuri đã đuổi anh trở về vì cô không muốn anh được nhìn thấy con. Nhưng ông trời đã vẽ đường cho hai cha con gặp nhau, một quả bóng lăn đến chân Tê Sang. Cùng giọng nói trong trẻo giúp cháu lượm quả bóng với đã thu hút sự chú ý của anh. Mới lần đầu nhìn nhau, Tê Sang đã có một cảm giác rất đặc biệt với cô bé này. Anh đưa bóng cho bé thì bỗng nhiên Mỹ Mi lại gọi anh ba ơi, khiến Tê Sang đứng hình, đây là con gái của anh sao? Xuất phát từ sự tự ti với con vì lúc trước đã bỏ nó, Tê Sang đã chạy đi mất. Mỹ Mi không vì thế mà tắt nụ cười, bé lẽo đẽo đi theo sau. Mỹ Mi không trách bố bỏ mình mà cô bé rất muốn được gặp bố. Tê Sang quay lại nhìn thì Mỹ Mi lại gọi ba ơi. Hai bố con đến khu vui chơi, Mỹ Mi tặng cho anh con bò sữa mà cô bé thích nhất. Cái nắm tay ấy như một phép màu lạ xuất hiện trong cuộc sống tầm thường của Tê Sang, đem đến cho anh cảm giác có trách nhiệm của người làm bố. Sở dĩ Mỹ Mi nhận ra bố là vì cô bé đã thấy và âm thầm giấu bức ảnh mẹ chụp cùng bố trong hộp đồ bí mật của mình. Còn về Tê Sang, lần đầu được gặp con gái khiến trái tim vốn nguội lạnh của anh như được bơm thêm sức mạnh thần kỳ, đó gọi là sức mạnh tình phụ tử. Song song cùng lúc đó, dường như Chu Chu đã bị chủ tịch Choi nghi ngờ phái người theo dõi. Cô đã phát hiện ra kẻ theo dõi nên lập tức chạy vào nhà kiểm tra Gmail nhưng không thấy nó được hồi đáp. Gọi điện đến đồn cảnh sát thì mới biết Thanh Cha Ly đã đi công tác. Nguy hiểm hơn, cuộc nói chuyện của Chu Chu đều đã bị người trong xe ô tô nghe hết, xác định cô chính là gián điệp. Vài ngày trôi qua, kết quả xét nghiệm tủy đã có, tủy của Tê Sang hoàn toàn trùng khớp với con gái, cũng tức là cô bé có khả năng được cứu sống rồi. Yuri vội gọi điện báo tin cho bạn trai cũ, cả hai đều vô cùng vui mừng vì con gái mà trong giây phút đó họ đã biết ơn nhau. Trong lúc nam chính đang chuẩn bị đến bệnh viện thì Chu Chu lại xuất hiện đưa cho anh chiếc máy ảnh, vì cô biết tiệm cầm đồ này sẽ là nơi an toàn để cất giấu chứng cứ. Nhưng vì đang vội nên Tê Sang nhét đại chiếc máy ảnh vào túi quần rồi chạy về nhà thay đồ cho lịch sự để đến bệnh viện. Cậu bạn cùng phòng Lục thấy máy ảnh trong túi, tưởng là đồ của Tê Sang nên mượn để mai đi chụp ảnh cho bạn gái. Khi nam chính đến bệnh viện, bác sĩ cho anh biết 2 tuần sau mới là thời điểm thích hợp để cấy ghép tủy. Trong khoảng thời gian đó, anh phải tự bảo vệ bản thân để đảm bảo cung cấp tủy tốt nhất cho con gái.
Sau khi ra khỏi phòng khám, Tê Sang hứa với Yuri anh sẽ sống sót và có mặt tại phòng bệnh của con gái vào 2 tuần sau. Trên đường trở về, tâm trạng của Tê Sang vô cùng tốt. Nhìn ngắm món quà mà bé Mỹ Mi tặng thì đàn em ở tiệm cầm đồ gọi điện bảo anh đến nhà kho cũ tìm chiếc đồng hồ Rolls-Royce. Tê Sang dù thấy lạ nhưng vẫn làm theo yêu cầu, đến đó tìm cả nửa tiếng vẫn không thấy nên anh đành trở về tiệm cầm đồ định dạy cho thằng em một trận. Thì chúng lại bảo, cô gái hay đến tiệm cầm đồ gọi anh qua nhà cô ấy có chuyện gấp. Tê Sang đang vui nên đành bỏ qua chuyện đồng hồ mà đồng ý đi đến nhà Chu Chu. Anh vừa đi thì hai tên đàn em nhìn nhau đầy ẩn ý xấu xa. Quả nhiên khi nam chính bước vào nhà Chu Chu thì đã bị đánh cho bất tỉnh. Khi anh tỉnh lại đã thấy mình nằm trong vũng máu lênh láng, trong tay còn cầm con dao bên cạnh là xác Chu Chu. Tê Sang sợ hãi chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì hai người cảnh sát đã xông vào đè anh xuống sàn còng tay tại chỗ. Hiện trường thế này thì nam chính có 10 cái miệng cũng khó mà thoát tội. Ở bệnh viện, bé Mỹ Mi còn đang tận hưởng niềm vui sắp được sống tiếp. Cô bé phấn khích nói với cảnh sát chung rằng mình sẽ ăn mọi thứ ngon trên đời. Anh cũng hứa với Mỹ Mi sẽ đưa bé đến tất cả các khu vui chơi. Lúc này cảnh sát chung lại nhận được cuộc gọi từ sở báo về một vụ án cần anh phụ trách. Trùng hợp thay đó chính là vụ án của nam chính. Tại hiện trường, pháp y đang thu thập vật chứng và dấu vân tay, khắp nhà đều có dấu vân tay của Tê Sang. Cảnh sát chung trở về đồn thẩm vấn nam chính. Vì đã từng có tiền án nên dù nam chính có cố minh oan thế nào thì chung cũng không tin. Tê Sang nói hôm đó anh có trở về cửa tiệm nhưng không ngờ cảnh sát chung nói mình đã hỏi cung hai người ở tiệm và họ nói anh không hề về. Tê Sang cố hét lên giải thích hai kẻ đó nói dối, chúng dụ tôi đến nhà Chu Chu nên tôi mới đến. Trước đó tôi từng đến nhà kho tìm đồ mà, nhưng ông trời không giúp anh rồi. Vì theo thông tin mà Trung tìm được thì cái nhà kho đó tháng trước đã bị dọn đi, cộng sự của Trung đi điều tra cũng báo về. Cái nhà kho này hoàn toàn trống rỗng, bên ngoài cũng không có camera, Tê Sang không dám tin vào tai mình. Tang chứng vật chứng đã rành rành trước mắt thì giải thích thế nào được nữa chứ, rốt cuộc kẻ nào muốn đổ tội cho anh đây? Tê Sang đột nhiên nhớ đến chủ tịch Choi vào 8 năm trước. Anh từng làm đàn em cho hắn nhưng hắn không coi anh là con người, lấy bạn gái Yuri ra để uy hiếp anh đi tù thay cho hắn ta, vậy chắc chắn bây giờ cũng là hắn đã ra tay hại anh. Quả nhiên là như thế, chủ tịch Choi si mê Chu Chu nhưng lại phát hiện ra cô là nội gián của cảnh sát. Sau đó từ miệng đàn em lại biết cô thường lui đến tiệm cầm đồ của nam chính, có khi còn thích thầm anh, khiến máu ghen trong người chủ tịch Choi nổi lên. Vừa để bịt miệng nhân chứng vừa để trả thù, chủ tịch Choi đã đến tận nhà Chu Chu sát hại cô ấy dã man. Sau khi bà nghị sĩ biết được chuyện này, bà ta đã tức giận vì chủ tịch cho lấy việc riêng trả thù công, cứ âm thầm trừ khử Chu Chu là được rồi còn đổ tội cho Tê Sang, và giờ vụ này đã lên báo. Để không bị liên lụy, bà nghị sĩ đã ra lệnh cho chủ tịch Choi phải trừ khử nam chính càng sớm càng tốt. Tê Sang biết mình bị kẻ xấu xa kia hãm hại lần thứ hai nhưng cũng không biết phải thanh minh thế nào. Cảnh sát chung ngồi chờ anh chịu nhận tội nhưng mãi mà nam chính không nhận, nên đành cho người tống anh vào ngục giam. Tê Sang vừa đi thì vợ cũ của anh cũng đến đưa cơm cho tình mới là cảnh sát chung. Mọi đồng nghiệp đều biết mối quan hệ của hai người nên vô cùng niềm nở. Bị nhốt trong ngục, nam chính vô cùng lo lắng về cuộc phẫu thuật của con gái. Anh không biết nên làm sao bây giờ vì thế lực kia quá lớn. Kết quả thu thập về dấu vân tay đã có, nó chứng minh dấu vân tay 100% là của nam chính. Tổ khám nghiệm còn phát hiện ra anh dương tính với ma túy. Tê Sang bàng hoàng vén áo lên, cánh tay anh có mũi tiêm, bọn khốn nạn đó còn làm đến mức này, giờ có chối đằng trời cũng không thoát tội. Lúc này đồn cảnh sát lại tiếp nhận thêm một phạm nhân say xỉn, nhưng không ai ngờ tối đó hắn ta nhân lúc mọi người cũng say, đã tiến về phía nam chính cởi thắt lưng rồi siết cổ anh. Vì bị đánh lén, Tê Sang không kịp phòng bị, bị siết cổ chặt đến mất khả năng hô hấp, nhưng ý chí sống sót khiến anh vùng dậy quật ngã tên kia rồi đấm hắn một trận. Anh biết tên này là do chủ tịch Choi cử vào sát hại mình, lúc hắn sắp bị đấm cho ngất xỉu thì cảnh sát mới chạy vào. Tên khốn kia lập tức diễn kịch rằng hắn đang ngủ thì bị Tê Sang lên cơn thèm ma túy đánh. Tê Sang cố gắng giải thích rằng hắn ta đã dùng chun quần để siết cổ tôi, nhưng lũ cảnh sát ngu ngốc lại chọn tin tưởng thằng bị đấm bầm mặt. Chủ tịch Choi biết ám sát bất thành thì nổi điên lên, bà nghị sĩ cũng trong trạng thái lo lắng thấp thỏm. Ở một phân cảnh khác, Sư Gà và bạn gái đã đi chơi về, họ chụp vô cùng nhiều ảnh trong chiếc máy ảnh quan trọng kia nên cô bạn gái muốn sở hữu máy ảnh nhưng Sư Gà không cho, vì đó là đồ của bạn anh. Thế là bạn gái đành mượn máy một ngày để đi rửa ảnh, sau đó sẽ trả lại. Đang định đi tăng hai với bổ thì Sư Gà nhận được điện thoại liền lập tức chạy đến đồn cảnh sát, lo lắng hỏi thăm tình hình của nam chính. Tê Sang không có cơ hội giải thích nhiều, chỉ muốn nhờ Sư Gà một việc, đó là điều tra mối quan hệ giữa cô gái bị sát hại Chu Chu và chủ tịch Choi. Vào lúc này này chỉ có Sư Gà tin tưởng nam chính vô tội nên sẵn sàng giúp anh. Cùng thời điểm này, thanh tra Lee đã hoàn thành nhiệm vụ ở nước ngoài và trở về sở cảnh sát thì mới nhận được email mà Chu Chu gửi về cuộc gặp mặt giữa nghị viên Seo và chủ tịch Choi. Thanh tra Lee chưa biết chuyện Chu Chu đã bị sát hại nên vô cùng vui mừng, định đi tìm chiếc máy ảnh, nhưng khi nghe đồng nghiệp nói có một bức thư gửi cho cô, nội dung là chị ơi em rất nhớ chị, thì Lee không còn cười được nữa, vì đó là ám hiệu cầu cứu giữa cô và Chu Chu. Có chuyện gì không may xảy ra với cô bé đó rồi. Lee vội chạy đến khách sạn mà Chu Chu ở, nhưng lễ tân lại nói không có vị khách nào tên như vậy. Thanh tra Lee đành gọi cho đồng nghiệp chạy đến nhà Chu Chu xem thử. Sau khi anh đồng nghiệp đến mới biết đó là cô gái bị sát hại.
Ly nghe tin này thì chết cứng trên xe, Chu Chu và cô xem nhau như chị em ruột, chính cô đã kéo Chu Chu vào vụ án nguy hiểm này, khiến cho một cô gái trẻ chấm dứt thời thanh xuân tươi đẹp ở độ tuổi non nớt nhất. Phía khác, vì không chịu tự khai nên nam chính đã bị cảnh sát giao cho bên công tố. Còn mẹ con Mỹ My vẫn chưa biết bố đã bị vu oan bắt nhốt mà vẫn còn vui vẻ chờ đợi ngày được ghép tủy được sống lại một lần nữa. Xe cảnh sát chở nam chính đi trên đường, cùng lúc đó xe của thanh tra Ly với trạng thái đau buồn lao nhanh đi phía ngược lại. Cô ấy vượt đèn đỏ dẫn đến một cuộc va chạm giao thông liên hoàn, khiến cho xe tải đâm vào xe đang áp giải tê sang làm cho nó bị lật ngửa, người trong xe cũng ngất xỉu hết. Người đi đường sợ hãi bu lại cứu người, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Trong xe tê sang được trời độ nên tỉnh lại, anh nhớ đến mối thù chưa báo và cô con gái đáng thương, nên nhanh chóng lấy lại con gấu bông rồi tẩu thoát. Anh lấy xe mô tô của cảnh sát vặn ga thoát khỏi đám quần chúng hóng chuyện. Trong đầu Tê Sang lúc này chỉ toàn là hình bóng Mỹ My, bố phải sống để cứu con. Tên giang hồ vô dụng giờ đây đã biết được mục đích sống của mình. Cùng lúc này thanh tra Ly đã nổi điên lao vào sở cảnh sát, hỏi kẻ nào đã sát hại Chu Chu của cô. Thì cảnh sát cũng nhận được tin báo phạm nhân giết người Tê Sang đã trốn thoát. Khi nghe đến cái tên Tê Sang, thanh tra Ly lập tức nhớ lại phiên tòa 8 năm trước. Lúc đó bố cô chính là nạn nhân, cô khóc lóc khẳng định Tê Sang không phải hung thủ mà chủ tịch Choi ngồi bên dưới mới là kẻ đánh bố cô. Phía này Tê Sang vẫn lao như bay trên đường, dựa vào camera giám sát cảnh sát cũng đã xác định được tuyến đường bỏ trốn của anh ấy, nên lập tức ra quân phong tỏa các tuyến đường gần nhất, kiểm tra lục soát nhà dân. Tê Sang thông minh đã không đi theo tuyến đường mà cảnh sát chưa nghĩ. Anh để xe ở cổng trường học cho hai cậu học sinh cá biệt phóng đi mất, còn bản thân thì trốn lên thùng xe chở dưa hấu. Chiếc xe vừa khéo đi ngang qua trước lúc cảnh sát lập chốt chặn. Phía khác, thanh tra Ly đã chạy đến cầu xin trưởng phòng cho cô được phụ trách vụ án lần này để ông ấy thêm tin tưởng. Cô đã tiết lộ cho ông biết tin tức mình điều tra suốt 8 năm nay về mối quan hệ mờ ám giữa nghị viên Seo và chủ tịch Choi. Lúc này hai kẻ đó vẫn còn tươi cười vì nghĩ nam chính bị công tố buộc tội vụ án sẽ kết thúc, thì đàn em của nam chạy đến báo tin Tê Sang đã chạy trốn và thanh tra Ly được quyền chỉ đạo vụ án này. Thì vô cùng hoảng hốt, họ biết cô gái thanh tra Ly đó có thù với họ nên chắc chắn vụ này sẽ rắc rối đây. Quay lại với Tê Sang, chiếc xe chở dưa hấu đã về đến sạp hàng, anh liền nhảy khỏi thùng xe rồi lại chạy đến bãi vật liệu xây dựng, chỗ này coi bộ cũng an toàn để lẩn trốn đây. Lúc này Ly đã đem theo giấy chứng minh quyền chỉ đạo điều tra đến sở cảnh sát và yêu cầu được khám xét hiện trường. Khi đến nơi cô đã phải bật khóc vì độ man rợ. Ly biết vụ này có liên quan đến chủ tịch Choi, nhưng cô vẫn hiểu lầm Tê Sang nhận lệnh của ông ta để giết Chu Chu. Nén lại đau buồn, Ly đã lục tìm máy ảnh, đó chính là bằng chứng đổi bằng mạng của Chu Chu. Nhưng tìm thế nào cũng không ra, Ly chưa kịp đau buồn thì trưởng phòng gọi đến chấm dứt quyền chỉ đạo điều tra vụ án này của cô. Vì trước đó bà nghị sĩ đã tìm đến kiểm sát trưởng, lấy lý do thanh tra Ly còn non nớt trong phá án để tước quyền của cô. Sau khi đạt được mục đích của mình, nghị sĩ Seo vui vẻ về căn nhà thuê bình thường của bà ta, nhưng bí mật giờ mới lộ diện. Bà ta đi một hơi xuống tầng hầm tối tăm chật hẹp, cuối lối đi là một cánh cửa dẫn đến một nơi sống xa hoa lộng lẫy, đó mới đích thực là nơi mà con mụ này ở. Ở một phân cảnh khác, sư gà không quên nhiệm vụ chạy đến quán bar nơi Chu Chu từng làm để hỏi thăm đồng nghiệp của cô về mối quan hệ giữa Chu Chu và chủ tịch Choi. Sau khi uống say khướt, Suga mới biết Chu Chu là tình nhân của chủ tịch Choi, chắc chắn người là do thằng cha đó giết rồi. Đang tự lẩm bẩm một mình thì Suga bị cảnh sát trông chặn đường. Vì anh nghi ngờ nam chính có thể tìm đến người bạn thân này, thế nhưng lục lọi căn phòng trọ một hồi lâu vẫn không tìm được thứ gì, thì có phạm tội đâu mà đòi tìm được. Thế là cảnh sát lại phải phát lệnh truy nã, xe chở cát họ cũng không bỏ qua, ai mà có thể trốn trong cát cơ chứ, có đấy là nam chính nhà chúng ta. Anh rất thông minh dùng ống hút để lấy không khí, còn thân mình thì vùi trong đống cát. Sau khi thoát khỏi cảnh sát, anh mới ngoi lên hít lấy hít để không khí. Xe chở cát đến điểm dừng chân, Tê Sang cũng nhảy xuống xe, chạy bán sống bán chết trên con đường quê vắng vẻ. Cũng may ở đây không có camera. Anh lẻn vào nhà dân lấy cắp chiếc xe đạp để chạy trốn cho nhàn một xíu, rồi lại chạy đến chỗ công nhân hàng cắt sắt, đợi họ ngủ say nam chính mới lẻn vào kho. Mở đèn cắm điện sau đó lại tắt đèn sợ người ta phát hiện. Sau một hồi loay hoay với cái máy thì anh cũng đã tìm ra cách khởi động nó. Còng số 8 siết tay anh dễ dàng bị cắt đứt ra. Mặt khác, thanh tra Ly bị cảm giác tội lỗi dày vò mà ngồi suốt đêm đến sáng trước viện công tố. Thanh tra dòng phải đến khuyên nhủ cô mới chịu đứng lên. Đi đến nhà xác nhìn mặt Chu Chu lần cuối, vì hiểu lầm nên cô căm phẫn Tê Sang đến tận cùng, lúc cầm bộ váy trước lúc mất của Chu Chu. Thanh tra Ly đã phát hiện ra giấy cầm đồ, chiếc máy ảnh thì ra đã được đem đi cầm tại tiệm cầm đồ của nam chính. Cô vội đem tin tức này đến nói cho trưởng phòng biết. Sau đó cầu xin ông cho cô tiếp tục phụ trách vụ án này. Thanh tra Ly quỳ xuống kể cho ông nghe vụ bố cô bị chủ tịch Choi hãm hại 8 năm trước, nên cô mới theo nghề công tố và điều tra về hắn, để sớm ngày đưa chúng ra ánh sáng. Tổ trưởng nhắc nhở đấu với họ cô có thể chết nhưng thanh tra Ly gật đầu không sợ. Phía khác, dù công việc đang vô cùng bận rộn nhưng cảnh sát Trung vẫn dành thời gian đến thăm mẹ con Mỹ My, cô bé cũng vô cùng chào đón chú. Trung thích người mẹ và cũng yêu mến luôn cô bé hoạt bát yêu đời này. Khi tiễn Trung về, Yuri có hỏi về kẻ tội phạm bỏ trốn kia. Cô đã nghe tin giết người man dợ nhưng vẫn chưa biết Tê Sang là kẻ tình nghi, còn nhắc nhở Trung chú ý an toàn của bản thân. Lúc này Tê Sang sau một ngày chạy trốn mệt mỏi đã ngủ thiếp đi trong nhà kho lúc nào không hay. Hôm nay cũng là thời gian bé Mỹ My phải vào phòng xạ trị và rút tủy dần dần.
Cũng tức là nếu Tê Sang không minh oan cho bản thân được thì con gái anh sẽ chết ngay lập tức vì con bé đã bị rút hết tủy. Phía khác, Ly đã chạy đến tiệm cầm đồ cho hỏi gã đàn em thì mới biết máy ảnh là do Tê Sang cầm. Cô như muốn phát điên tự hỏi tại sao cuộc đời mình lại liên quan đến hắn ta như thế chứ. Cô vừa đến tìm máy ảnh thì ở một nơi xa, gã chủ tịch cũng được báo tin về chiếc máy ảnh đó. Hắn nghi ngờ Chu Chu đã quay được bằng chứng hắn gặp gỡ bà Seo rồi, vậy nên bây giờ có hai kẻ đang truy lùng máy ảnh đó là Ly và Nam. Nam nhờ con trai hắn cũng là thợ rửa ảnh Lâm để ý xem có máy ảnh nào được gửi đến chỗ hắn không. Trở về sở cảnh sát, họ họp khẩn vì đã khoanh vùng được chỗ trốn của Tê Sang dựa vào tin báo từ người dân mất xe đạp và máy cắt. Tê Sang vẫn còn ngủ mê man trong kho đến giữa trưa mới tỉnh. Bên ngoài là người phụ nữ đuổi gà om sòm đánh thức anh, cảnh sát đã ra quân đi bắt người rồi. Mà bà già này vẫn còn đuổi gà khiến cho Tê Sang không thể nào ra ngoài được. Trong lúc anh đói bụng khát nước và tuyệt vọng nhất thì hình ảnh con gái lại hiện ra trước mặt. Nhắc nhở anh phải sống tiếp thì cô bé mới có thể sống. Đúng vậy, dù thế nào thì bố cũng phải sống tiếp. Người dân ở ngôi làng nơi Nam chính đang trốn đã nghe loa phát thanh thông báo về tội phạm truy nã đang lẩn trốn tại đây. Bà lão mải bắt gà nên không biết gì. Nam chính vì quá đói nên ra khỏi kho nói với bà lão anh bị lạc đường trên núi, sau đó hứa sẽ bắt gà giúp bà. Thế là Tê Sang có được một bữa gà luộc ngon lành. Đang ăn vui vẻ cùng bà lão thì trưởng thôn lại xuất hiện. Biết chắc chắn ông đã nghe và thấy được tin tức truy nã mình nên Nam chính buộc phải bỏ trốn. Thế là cảnh sát đã xác định được phạm vi nơi lẩn trốn của anh mà đồng loạt kéo quân đến đó. Phía khác, con trai của chủ tịch Choi cũng trên đường đến để bắt được Nam chính trước cảnh sát. Tê Sang bỏ chạy hộc hơi trong rừng, cảnh sát cũng tràn vào tìm kiếm. Lâm dường như còn chuyên nghiệp hơn cảnh sát một chút, hắn lầm lì nhưng làm việc rất nhanh gọn. Cuộc rượt đuổi giữa ba phe Nam chính, cảnh sát và Lâm diễn ra đến tối muộn. Trong lúc Tê Sang tuyệt vọng nhất thì đột nhiên không biết từ hướng nào mà hàng loạt phát súng lửa được bắn về phía cảnh sát. Tê Sang chưa kịp tẩu thoát thì Lâm đã khống chế anh hỏi về chiếc máy ảnh của Chu Chu. Nam chính nhớ đến cô gái xấu số đó quả thực có gửi cho mình chiếc máy ảnh. Chắc chắn chiếc máy đó quan trọng nên anh không nói, tìm thời cơ thoát khỏi khống chế vật lộn cùng Lâm. Thế nhưng có vẻ về sức khỏe và sức mạnh Lâm đều nhìn hơn áp chế Nam chính. Hắn ta quả thực muốn giết người, không tìm được máy ảnh cũng phải xử lý Tê Sang tại chỗ. Cũng may Tê Sang tận dụng được cơ hội đẩy hắn ngã xuống, sau đó bỏ chạy. Cảnh sát không tìm được chút manh mối nào thì phát điên tuyệt vọng. Người đông như thế mà không tìm được một tên tội phạm bị còng tay, Tê Sang đã chạy ra cánh đồng ngô rồi lẻn vào xe cảnh sát lấy một bộ đồ. Sau đó chặn xe buýt lại thành công xin đi ké. Chủ tịch Choi khi biết kế hoạch của mình lại lần nữa đổ bể thì vô cùng tức giận. Ông ta quay sang nhắm đến những người có liên quan đến Nam chính. Bà Seo thì vẫn chưa biết gì mà đang mang bộ mặt nhân từ bàn bạc với cấp dưới về buổi triển lãm cổ vật fake. Tê Sang đã trốn vào một nhà dân chỉ có hai mẹ con anh trói họ lại để ăn một bữa no nê. Khi thấy bà mẹ câm muốn che chắn cho con gái, anh hiểu sự lo lắng của bà nên vội giải thích mình không mê gái sắc, sau đó ném khăn cho cô bé che chắn đôi chân lại. Ở đồn cảnh sát họ nghi ngờ Nam chính còn có đồng phạm vì khi nãy cảnh sát bị ném bom tự chế bất ngờ. Thanh tra Ly nghi ngờ chủ tịch Choi đang giúp Tê Sang bỏ trốn, cảnh sát lại mở một cuộc truy lùng từng gia đình các hộ dân dưới núi ngay trong đêm. Ở nhà hai mẹ con họ đã chỉ cho Nam chính nơi tắm rửa để vết thương không nhiễm trùng. Bên ngoài, cảnh sát đã tìm đến gõ cửa. Nam chính buộc phải khống chế người mẹ để cô con gái ra nói chuyện với cảnh sát. Khi cô bé đi vào, bộ dạng run rẩy lén lút khiến Tê Sang lo lắng. Nhưng cô bé chỉ là vì sợ mẹ bị tổn thương và cô cũng tin tưởng Tê Sang là người tốt nên không hề nói gì với cảnh sát. Tối đó hai mẹ con vẫn phải cho Tê Sang ngủ ké. Nhưng họ biết anh sẽ không làm hại họ nên yên tâm ngủ ngon. Tê Sang cầm con gấu bông con gái tặng, đột nhiên anh nhớ đến máy ảnh. Nó chẳng phải đã bị sư gà cầm đi chơi với bạn gái rồi sao? Chuyển cảnh, sau khi chăm con gái xong, Yuri quay về cửa tiệm thì vô tình nghe được tin tức về tội phạm bỏ trốn. Cái tên Tê Sang thật quen thuộc làm sao. Khi nhìn thấy hình ảnh của anh trên TV, cô mới chết lặng. Con gái đã được đưa vào phòng vô trùng rồi, giờ có muốn quay đầu cũng không được nữa. Nếu để vậy thì Mỹ Mi có thể sống thêm vài tháng, nhưng đã rút tủy thì 2 tuần sau không làm phẫu thuật bé sẽ chết. Yuri suy sụp bật khóc, con gái đáng thương của tôi phải làm sao đây. Lúc này Tê Sang đã mượn bộ vest và kính của bố cô gái, sau đó cảm ơn hai mẹ con họ cho mình trốn ở đây. Anh nói mình không giết người, mai sau sẽ quay lại trả ơn cho họ. Tê Sang ngoài cái đẹp trai còn có máu liều, anh đang bị truy nã nhưng thay đổi vẻ ngoài một xíu là liền dám xuất hiện trước công chúng, hòa mình vào người dân. Vậy mà lúc xe buýt anh đang ngồi gặp chốt chặn, cảnh sát lên xe kiểm tra nghi phạm tay còn cầm ảnh mà lại không nhận ra Tê Sang. Chuyển cảnh, thanh tra Ly vì quá căm phẫn nên không ngại nguy hiểm gọi điện cho bà Seo, cảnh cáo bà ta đừng hòng nhúng tay vào vụ án của cô nữa. Rồi cô sẽ bắt được Tê Sang và lấy máy ảnh, hình ảnh trong đó đủ buộc tội bà ta. Bây giờ nghị sĩ Seo mới biết đến sự tồn tại của máy ảnh nên vô cùng lo lắng. Sở dĩ Ly làm vậy là muốn thăm dò xem nghị sĩ Seo có giữ máy không. Xem ra bà già này không hề có máy ảnh, bà ta mang theo sự tức giận đến tặng cho chủ tịch Choi một phát tát. Trách ông hành động chẳng đến nơi đến chốn, không được tích sự gì. Chiếc máy ảnh vẫn đang nằm trong tay bạn gái sư gà, xem ra tạm thời vẫn sẽ an toàn.
Bên phía cảnh sát Trung Anh đã lấy được danh sách số điện thoại gọi nhiều cho Tê Sang nhất và phát hiện ra số của Yuri. Tại sao cô ấy lại gọi điện cho tên tội phạm này chứ? Khi thanh tra Lee hỏi về danh sách các cuộc điện thoại của Tê Sang, cảnh sát Trung lại nói dối rằng vẫn chưa có vì anh sợ sẽ liên lụy đến Yuri. Quả thực bây giờ cô ấy đang rất đau khổ khi nhìn con gái ói sau mỗi lần xạ trị. Bé con đáng yêu này sẽ phải làm sao đây? Đột nhiên Yuri lại nhận được điện thoại từ Tê Sang. Cô vội ra một nơi vắng người để nghe máy. Cô vẫn hiểu lầm rằng anh là kẻ giết người nên mắng anh là đồ rác rưởi. Tê Sang không tiện giải thích nhiều cho bạn gái cũ nghe, anh chỉ mong cô hiểu rằng anh không giết người và bỏ trốn là vì giữ tính mạng để đến ghép tủy cho con gái. Nếu anh ở trong ngục giam sẽ có kẻ muốn giết anh, khiến Yuri vô cùng nghi ngờ. Cô khóc lóc cầu xin anh hãy ra đầu thú vì con bé đã được đưa vào phòng vô trùng rút tủy. Giờ không thể chần chừ thêm thời gian nữa, vì cảnh sát đang ở gần đó nên Tê Sang hứa sẽ tìm được bằng chứng rồi mới ra đầu thú. Anh hứa sẽ cứu được con gái trước ngày phẫu thuật. Lúc này cảnh sát Trung đã đến tiệm cầm đồ để điều tra về những người có liên quan đến nam chính. Hai tên đàn em liền nói: cách đây vài ngày có một cô gái ăn mặc giản dị tóc dài ngang vai tìm đến đây. Cảnh sát Trung lập tức liên tưởng đến hình ảnh của Yuri. Vậy chẳng phải Tê Sang là người sẽ ghép tủy cho con gái của Yuri sao? Cảnh sát Trung hiện tại vẫn chưa thể chấp nhận điều này. Anh chạy đến bệnh viện muốn hỏi Yuri có quan hệ gì với Tê Sang, nhưng khi nhìn thấy gương mặt thất thần mệt mỏi của cô ấy, anh lại vờ như không có chuyện gì mà vui vẻ an ủi cô. Mặt khác, Tê Sang đã tìm đến tên đàn em khốn nạn đã hãm hại anh, dùng cục gạch đe dọa hắn: mày không nói thì cục gạch này sẽ tiễn bộ nhá của mày về với đất mẹ. Khiến hắn run rẩy đến bật khóc, khai ra tên chủ tịch Choi, tên đó giết Chu Chu rồi đổ tội cho anh, sau đó còn sai người đi tìm máy ảnh. Vậy bây giờ cái cốt lõi là phải lấy lại máy ảnh. Tê Giang lập tức gọi điện cho cậu bạn thân Sư Gà, hẹn ngày mai sẽ gặp ở nhà, nhưng không ngờ cuộc nói chuyện của họ đã bị chủ tịch Choi cài máy nghe lén nghe được hết. Nhưng điều không ngờ hơn còn ở phía sau, đó chính là Sư Gà lại chạy đi nói với cảnh sát tin tức này. Thì ra cảnh sát Trung hứa sẽ minh oan cho Tê Sang nên Sư Gà mới chịu hợp tác với họ. Cảnh sát Trung và cấp dưới đã mai phục quanh nhà trọ, Tê Sang cũng từng bước tiếp cận căn nhà. Sư Gà vào nhà thì bị một người đẩy vào tường, đó là Lâm. Hắn ta nhận lệnh của chủ tịch Choi đến đây giết người diệt khẩu. Cảnh sát Trung thấy Sư Gà đã vào nhà một lúc lâu mà vẫn chưa bật đèn thì lo lắng xuống xe. Lúc này Tê Sang cũng đã vào nhà, khi anh bật đèn lên thì đã thấy xác của cậu bạn nằm dưới sàn. Tê Sang đau khổ hét gọi tên Sư Gà, nhưng người bạn này đã ra đi mãi mãi. Nguy hiểm hơn, phía sau lưng anh là Lâm đang tiến gần. Cảnh sát Trung cũng mai phục ngoài cửa. Đèn lần nữa tắt, Tê Sang lao ra khỏi cửa thì chạm mặt cảnh sát Trung. Lúc này bé Mỹ Mi vẫn chưa biết gì mà đang gạch từng ngày được cấy tủy, và cô bé sẽ lại lần nữa được nhìn thấy ánh mặt trời. Tê Sang không kịp giải thích nhiều mà lập tức bỏ chạy, cảnh sát Trung cũng đuổi theo. Cậu đồng nghiệp chạy vào nhà thấy xác của Sư Gà liền mặc định là do Tê Sang sát hại. Bây giờ tội chồng thêm tội, không ai tin tưởng nam chính nữa rồi. Cảnh sát Trung đuổi theo anh sát nút mà không để ý. Trên bờ tường Lâm cũng đang chạy theo. Trung để mất dấu Tê Sang, nhưng Lâm lại tìm được anh đang trốn trong bao tải trên xe. Lúc hắn sắp lục tung bao tải tìm được nam chính thì công nhân lái xe đã xuất hiện. Cậu cảnh sát đến thì hắn nhanh chóng tẩu thoát mất. Cậu ta cũng nhanh chóng đuổi theo giúp Tê Sang thoát được một kiếp. Phía khác, thanh tra Lee đã điều tra đến bạn gái cũ 8 năm trước của nam chính là Yuri. Sau đó cô cũng nhận được tin Tê Sang giết Sư Gà. Lúc này nam chính đang ngồi trên xe khóc thảm thương cho sự hy sinh oan uổng của người bạn vì mình và cậu ấy mới bị liên lụy. Lâm vẫn chưa tha cho anh, hắn lái xe theo sát chiếc xe tải. Tê Sang phát hiện ra hắn thì vô cùng sợ hãi. Anh sợ mình mất mạng thì con gái cũng mất hy vọng. Sự sợ hãi dồn nén quá nhiều biến thành tức giận. Tê Sang ra sức ném đồ trên xe về phía Lâm, còn hắn mặt vẫn lạnh tanh như cỗ máy giết người được lập trình sẵn. Hai người công nhân phải xuống xe kiểm tra buộc Lâm phải rút lui, nhưng một trong số họ đã chụp lại biển số xe của hắn ta. Tê Sang thấy không còn kẻ bám đuôi nên nhảy xuống xe chạy dọc theo đường ray. Trước lúc đi anh cũng mang theo một cây sắt nhỏ nên dễ dàng mở được còng tay, mọi chiếc còng khốn nạn cuối cùng cũng mở được. Khi Tê Sang mệt mỏi, con gái lại xuất hiện bên cạnh truyền động lực cho bố. Anh phải sống vì con. Thế là ngay trong cơn mưa tầm tã, Tê Sang vẫn phải lết gót bước đi. Đang ngồi nghỉ ăn táo thì nghe tiếng khóc của một người phụ nữ. Lúc đầu tưởng ma nên anh chỉ muốn đái ra máu, nhưng khi biết đó là một người phụ nữ sắp sinh, anh vội đưa cô về nhà cô ấy và đỡ đẻ tại chỗ. Giờ mà đến bệnh viện anh sẽ chết chắc. Vì chưa bao giờ đỡ đẻ nên Tê Sang vô cùng luống cuống. Khi thấy người phụ nữ đau như muốn chết đi, anh mới phần nào hiểu được nỗi khổ một mình sinh con của bạn gái cũ. Yuri chắc hận anh lắm cũng phải thôi mà. Lúc đó anh buộc phải vào tù thay đại ca nên không muốn Yuri cực khổ một mình nuôi con. Lúc ép cô vào phòng mổ anh cũng rất đau khổ. Quay về hiện tại, người phụ nữ đã vượt cạn thành công, bế đứa bé đỏ hỏn trên tay Tê Sang, cảm nhận được giá trị lớn lao của sự sống. Nam chính ra ngoài nhìn đôi tay của mình mà bật khóc, thì ra con gái anh cũng từng ra đời như vậy. Quay lại với thanh tra Lee, trưởng phòng tức giận tìm đến nhà cô, vì vụ án mà ông giao cho cô xử lý lại mất thêm một mạng người. Khi vào trong nhà thấy được tấm bảng dày đặc điều tra về nghị sĩ Seo và chủ tịch Choi, tổ trưởng mới hiểu nỗi căm hờn của thanh tra Lee lớn đến nhường nào. Cô cũng kể cho ông nghe lúc cô học cấp 3 có thành tích tốt nên được bà Seo tặng cho học bổng. Trong mắt cô, bà ta là một vị luật sư nhân từ và đức độ. Nhưng tối đó bi kịch đã ập đến, thanh tra Lee phải chứng kiến cảnh bố mình bị chủ tịch Choi đâm ngay trước mắt nhưng không thể làm gì. Lúc cô chạy đến cầu cứu nghị sĩ Seo thì mới thấy bà ta cùng một bọn với chủ tịch Choi. Khi cô cố gắng cầu cứu thì bà ta lại đổ lỗi mắt cô có vấn đề.
Tổ trưởng an ủi thanh tra Ly rồi nhắc cho cô nhớ, vụ án lần này trước tiên là tìm được Tê Sang, anh chính là manh mối không được để anh lọt vào tay chủ tịch Choi. Tê Sang vì có công đỡ đẻ lên được người phụ nữ cho ở lại nhà ăn uống no nê, anh cũng không quên chuẩn bị đồ ăn cho thai phụ mới sinh sức còn yếu. Quay lại đồn cảnh sát, kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy trên con dao không hề có dấu vân tay, cũng tức là có khả năng Tê Sang không hề đâm Sư Ả. Nhưng cảnh sát Trung vì căm thù anh đã bỏ rơi mẹ con Yuri mà một mực cho rằng Tê Sang giết người và lau đi dấu vân tay. Đúng lúc này cả anh và thanh tra Lee đều nhận được điện thoại, cảnh sát Trung nhận được điện thoại của Yuri. Còn thanh tra Lee thì nhận được điện thoại báo tin đã tìm ra cô gái là bạn gái cũ của Tê Sang. Cô gái đó vừa hay đứng trước đồn cảnh sát muốn nói gì đó với cảnh sát Trung. Nhưng rồi đồng nghiệp chạy ra hét lên đã tìm được dấu vết của nam chính nên Trung vội chạy vào. Yuri đứng bên ngoài lại bị hai tên đàn em của chủ tịch Choi theo dõi. Nhưng bây giờ sở cảnh sát đang rất bận, cảnh sát đã ra quân khoanh vùng phạm vi ẩn náu của Tê Sang. Lúc này anh chưa biết gì mà vẫn còn tốt bụng giật đầu giúp thai phụ. Còn cô ngồi xem TV đã thấy được hình ảnh của anh đang bị truy nã, nhưng cô vẫn chưa nhận ra anh, chỉ một lúc sau cảnh sát đã gõ cửa. Thấy bộ dạng lo lắng cùng lời cầu xin của nam chính tôi không giết người, thai phụ đã ra mở cửa nói với cảnh sát bên trong nhà cô đều rất bình thường. Cảnh sát tập hợp lại thắc mắc tại sao quanh khu vực này đều không tìm thấy dấu vết của Tê Sang. Thanh tra Ly đột nhiên nhớ lại căn nhà của thai phụ lúc nãy treo dây cấn. Một thai phụ mới sinh lại có thể làm ra loại dây này để treo trước cửa sao? Thế là họ vội xông vào nhà thai phụ. Nhưng chỉ thấy bộ quần áo dính máu còn nam chính để lại, còn anh thì đã bỏ chạy bạt mạng trên rừng. Trời mưa nên đường rừng núi càng thêm trơn trượt khiến Tê Sang suýt thì ngã xuống vực. May anh bám vào thân cây leo lên được, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa gặp ngay cảnh sát Trung đuổi đến. Hai người giật đuổi còn căng thẳng hơn Tom and Jerry, Tê Sang đã chạy đến cuối bờ vực, Trung rút súng chĩa thẳng vào anh. Trung chỉ muốn bắn vào chân Tê Sang để anh không bỏ chạy, nhưng tên Lâm trốn trong góc đã bắn đá vào tay Trung, khiến phát súng bị trệch bắn thẳng vào tim Tê Sang. Bé Mỹ Mi vẫn yêu đời mong đến ngày được ghép tủy, còn bố cô bé đã dần gục xuống rơi thẳng xuống biển, trước con mắt bàng hoàng của Trung. Lúc chìm dần xuống lòng đại dương sâu, chính con gấu bông của Mỹ Mi đã tiếp thêm sức mạnh giúp Tê Sang vùng dậy. Phía bên trên cả Trung và Ly đều cởi áo nhảy xuống để tìm kiếm nam chính, một người là vì muốn tìm ra chiếc máy ảnh, một người là vì muốn có tủy ghép cho Mỹ Mi. Tê Sang đã bị ngọn sóng lớn cuốn đi, thanh tra Ly ngoi lên mặt nước trách Trung không nghe lời cô bắn chết kẻ mang chứng cứ quan trọng. Trung giải thích anh bị kẻ khác bắn súng cao su vào tay nên mới trệch đường đạn. Trung muốn hỏi thanh tra Ly cô nhất quyết đòi chỉ đạo vụ án này, có phải là bên trong đó ẩn giấu một vụ án khác không? Nhưng thanh tra Ly không trả lời mà chỉ xin chi viện để tìm kẻ bắn súng cao su và Tê Sang. Lâm ẩn nấp ở trên cao nhưng nghe được mọi động thái của họ qua máy nghe lén. Còn Tê Sang thì đã trôi xuống hạ nguồn và được một ông lão tốt bụng cứu giúp. Ông lão này không đơn giản, bị điếc phải dùng máy trợ thính nhưng lại có khả năng lấy đạn ra khỏi người Tê Sang. Và còn biết quá khứ anh từng gánh tội thay chủ tịch Choi, thì ra 8 năm trước ông lão từng là một kẻ thù của chủ tịch Choi. Và Tê Sang được sai chặn đường chạy của ông, nhưng lúc vật lộn với được con dao anh lại không dám đâm, do đó ông lão mới sống ẩn giật đến ngày nay. Tê Sang giải thích cho ông mình không hề giết người, là do chủ tịch Choi vu oan giá họa cho anh. Vừa nghe đến chủ tịch Choi, ông lão liền đuổi Tê Sang ra ngoài. Vì ông ta không muốn bị liên lụy, nhưng khi nghe nam chính nói anh cần sống để cứu mạng con gái, ông lão đã thay đổi quyết định. Lúc này cảnh sát đã truy tìm đến cuối hạ nguồn, tất cả các phương tiện ra vào vùng này cũng được lục soát kỹ lưỡng, Lâm cũng bám theo sát nút với lực lượng cảnh sát. Đến tận bây giờ đồng đội của thanh tra Ly mới điều tra được và báo cho cô biết về cô gái tên Yuri là bạn gái cũ 8 năm trước của nam chính và hiện tại là vợ sắp cưới của cảnh sát Trung. Cô ta tìm Tê Sang là vì hai người đó đã có với nhau một đứa con và đứa con cần ghép tủy của Tê Sang để sống. Sau một hồi ra quân tìm kiếm thì cảnh sát cũng thấy được giày và chiếc áo dính máu của Tê Sang. Trở về đồn họ mặc định rằng một người bị thương và ngụp lặn dưới nước lâu như thế chắc chắn đã ngỏm. Trung không dám tin đôi tay của mình đã giết người, còn Ly thì phát điên ra bờ sông hét lớn tên Tê Sang. Đột nhiên cô nhận ra một điểm lạ. Một người sắp hiến tủy cho con gái thì tại sao lại nhận lệnh đi giết người chứ? Chẳng lẽ nào anh ta lại bị đổ oan như 8 năm trước? Mặt khác, báo đài đã rầm rộ đưa tin về cái chết của tội phạm bỏ trốn Tê Sang và Yuri cũng đã nghe được tin này. Cô bịt miệng không dám hét lên trước mặt con gái. Nếu Tê Sang chết thì đứa con gái tội nghiệp của cô phải làm sao đây? Lúc này cảnh sát vẫn đang tìm xác của Tê Sang ở hạ nguồn, còn anh thì đang trên một con xe tải xuất hiện ngay ở chốt chặn. Nhưng tài hóa trang quá đẳng cấp mà cảnh sát lần nữa để anh lọt lưới. Quay lại tối hôm qua ông lão lại muốn đuổi nam chính đi, nhưng rồi lại cảm thấy thương cho số phận đen như đít nồi của anh. Nên quyết định giúp anh lần cuối, giữ Tê Sang lại đây thì mạng ông sẽ khó bảo toàn. Nên ông đã cho anh con xe tải và bảo hãy sang Philippines ẩn náu 10 ngày sau về ghép tủy cho con gái. Nhưng trước khi vượt biên, nam chính đã mạo hiểm đến bệnh viện để thăm con gái và trấn an vợ cũ đừng lo lắng. Thấy con gầy yếu nhưng vẫn nở nụ cười với anh, Tê Sang vô cùng xót. Cô bé ói vì bị xạ trị nhưng hiểu chuyện không làm ồn. Chỉ lặng lẽ vẫy tay chào bố khi bị mẹ đẩy đi. Đứa bé ngoan như thế sao Tê Sang có thể bỏ mặc mạng sống của mình như trước kia được chứ? Trong lúc Yuri đau buồn vì con gái thì một tia hy vọng lại đi ngang cuộc đời cô. Tê Sang đã gọi đến trấn an trái tim đang treo lơ lửng của cô.
anh còn sống thì con gái cũng sống. Tín hiệu điện thoại của họ đã được báo về cho thanh tra Lee. Yuri phát điên cầu xin Tê Sang hãy ra đầu thú. Nhưng anh nói với cô rằng mình không thể tin tưởng bất cứ ai. Lúc bị nhốt vào đồn anh còn suýt bị ám sát, thế nên cách tốt nhất để bảo vệ mạng sống chính là tẩu thoát. Anh sẽ vượt biên sang Philippines. Yuri nghe vậy thì lần đầu tiên nói ra câu, ba của Mỹ Mi xin anh hãy sống, khiến cho Tê Sang càng mạnh mẽ hơn. Tê Sang trốn vào nhà vệ sinh tiếp tục hóa trang thành bộ dạng cũ để ra khỏi bệnh viện. Khi ra đến sảnh, anh đã ngoảnh mặt lại lần nữa để nhìn con gái. Vừa hay tránh được tên chủ tịch Choi vừa đi vào, con cáo giả này đúng là độc ác. Hắn ta đã tra ra được phòng bệnh của Mỹ Mi, rõ ràng cũng đã biết được cô bé là con gái của Tê Sang. Cháu có phải con gái của Tê Sang không? Đúng, bố cháu vừa mới đến đây thăm cháu. Nghe xong câu này, chủ tịch Choi mới biết Tê Sang vẫn còn sống. Khi hắn ta cùng cấp dưới rời đi thì gặp cảnh sát Trung cùng Yuri. Nghe cảnh sát Trung nói đến thăm Mỹ Mi, chủ tịch Choi đã để ý đến anh. Hắn ta cùng thư ký theo họ đến tận quán cà phê. Khi thấy vợ cũ của Tê Sang có thể nhẹ nhõm như vậy, hắn ta càng chắc chắn hơn anh vẫn còn sống. Việc Tê Sang còn sống không chỉ mình hắn ta biết, mà thanh tra Lee, đồng đội của cô và trưởng phòng cũng biết, thông qua việc nghe lén điện thoại của Yuri. Thế là thanh tra Lee đã dẫn cả đội cảnh sát đi truy bắt. Nhưng vì sợ cảnh sát Trung bị ảnh hưởng tình cảm cá nhân vào công việc, nên cô đã tịch thu điện thoại của mọi người để anh không liên lạc được. Họ phải nhanh chóng chặn chuyến tàu sang Philippines trước khi để người của chủ tịch Choi bắt được Tê Sang. Sau một ngày lái xe ròng rã, Tê Sang đã đến được cảng Busan. Anh để xe tải lại rồi lên thuyền với người di cư trái phép chờ tàu đến, mà không biết phía trên cao, mọi nhất cử nhất động của anh đều đã bị thanh tra Lee để ý. Lúc này Tê Sang đã được dẫn xuống boong thuyền, ngồi trong căn hầm tối tăm. Anh chịu đau để khử trùng vết thương, nếu vết thương này nhiễm khuẩn thì sẽ ảnh hưởng đến việc ghép tủy cho con gái. Lúc Tê Sang tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với anh, thì ông trời nói đen thôi đỏ quên đi và cho thanh tra Lee ập vào chĩa súng và đèn pin vào mặt nam chính. Sau bao ngày chạy trốn thì giờ anh lại nằm gọn trong tay cảnh sát. Sau khi bắt được người, thanh tra Lee mới chịu trả điện thoại lại cho đồng đội. Ngay khi mở điện thoại lên, cậu đồng nghiệp lập tức gọi điện báo tin Tê Sang vẫn còn sống và họ đã bắt được hắn ta, khiến anh đơ luôn tại chỗ. Vậy là còn sống à? Phía này, hai tên đàn em của chủ tịch Choi đã cố tình gây ra một vụ đụng xe để khiến cho đoạn đường này chật cứng, buộc xe chở Tê Sang phải chạy ra đường quốc lộ. Đó cũng là lúc họ lọt vào bẫy của chủ tịch Choi. Quả nhiên đang chạy êm thì chiếc xe tải đi ngược chiều suýt tông vào họ. Chưa hết, trong thùng xe có tay bắn tỉa bắn súng khói vào xe của thanh tra Lee, khiến cho chiếc xe mất khống chế đâm vào xe khác. Người bên trong thì bị bom khói che mắt. Đàn em của Lâm lôi cảnh sát ra khống chế, sau đó phá vỡ điện thoại, cắt đứt liên lạc của họ. Nam chính không thể để bị giết như thế, anh cố gắng thoát khỏi xe, nhưng thanh tra Lee cố chấp giữ chặt anh lại, và cái kết cô bị đánh cho ngất xỉu. Còn Tê Sang thì rơi vào tay Lâm. Anh bị chúng lôi đi trước con mắt bất lực của thanh tra Lee. Cô vội cầu cứu một chiếc xe vừa mới đến, sau đó đuổi theo sát nút. Sau một lúc, các cảnh sát đều đã tỉnh lại và cảnh sát Trung cũng lái xe đến nơi. Từ lời của đồng nghiệp, anh mới biết mọi chuyện đã xảy ra. Còn đám tội phạm, chúng biết thanh tra Lee đang theo dõi nên đã dừng xe lại để cô vượt lên trước, còn bọn chúng thì quay đầu xe đi về phía ngược lại. Dù thanh tra Lee có cố gắng quay xe đuổi theo thế nào thì cũng để mất dấu bọn chúng. Cô xuống xe, không cam tâm công sức của mình lại lọt vào tay người khác, thế là liền vắt não suy nghĩ xem bọn chúng có thể đưa Tê Sang đến đâu. Sau 5 giây đầu, cô đã nảy ra đáp án. Lúc này bọn chúng đã chờ anh đến một nhà kho bỏ hoang. Tê Sang bị trói trên ghế, đối diện với anh là gã chủ tịch Choi độc ác. Hắn ta không lòng vòng lập tức hỏi anh máy ảnh đang ở đâu. Đến bây giờ Tê Sang mới biết máy ảnh không nằm trong tay bạn của mình, vậy tức là vẫn còn cơ hội để vạch mặt tội ác của tên này. Anh lấy chiếc máy ảnh để đảm bảo mạng sống cho mình. Nếu chủ tịch Choi giết anh thì chiếc máy ảnh cũng sẽ biến mất, nhưng ông ta không dễ chơi như vậy. Ông ta định sẽ hành hạ vết thương của nam chính khiến cho anh không chịu được phải khai ra. Khi thấy vết thương được chữa trị rất tốt, hắn không khỏi nghi ngờ, thế là liền lục ba lô của nam chính, tìm thấy thuốc kháng sinh. Một tội phạm truy nã thì làm sao có thể ra hiệu thuốc để mua những thứ này. Vậy nên chủ tịch Choi nghi ngờ người giúp nam chính là người đang giữ máy ảnh, thế nên sai đàn em đi điều tra. Mặt khác, ở bên ngoài nhà kho, thanh tra Lee đã tìm đến được tận đây, nhưng xui thay cô bị một tên đàn em phát hiện. Lúc bỏ chạy lại bị tên khác vây quanh, hết cách cô đành phải đấu với chúng một trận. Tuy có thân hình nhỏ con nhưng lại rất nhanh nhẹn và uyển chuyển, một mình vật lộn hai gã đàn ông sấp mặt, cứ tưởng thế là xong, nhưng đột nhiên một thằng điên lại lao đến đẩy chị đập vào tấm ván ngất xỉu tại chỗ. Bên trong Tê Sang cũng bị đá cho hộc máu mồm. Tên ác nhân này không ngừng hành hạ thể xác Tê Sang. Đánh xong, ông ta liền gọi điện báo tin đã tóm được cả thanh tra Lee và Tê Sang cho bà nghị sĩ biết. Đúng là không gì thâm độc bằng phụ nữ. Gã chủ tịch chỉ muốn tống cổ thanh tra Lee về rồi xóa mọi dấu vết ở đây, nhưng bà nghị sĩ lại muốn diệt khẩu cô tận gốc. Khi thanh tra Lee tỉnh lại thì cô đã đối diện với kẻ thù giết cha năm xưa, hận không thể phanh thây mổ thịt hắn ta. Chủ tịch Choi sai người dán băng keo bịt chặt miệng của thanh tra Lee, rồi dẫn cô đến gặp nam chính. Gã nam cho Tê Sang biết người truy bắt anh là con gái của kẻ bị hắn sát hại năm xưa, rồi ép anh phải nhận tội thay hắn. Nói rồi hắn ta đưa cho nam chính khẩu súng, cho anh hai sự lựa chọn. Một là bắn thanh tra Lee để được tự do, hai là xuống lỗ cùng với cô ta. Vậy mà Tê Sang sẵn sàng cầm lấy khẩu súng nhắm về phía Lee. Cô dãy dụa cầu xin nhưng Tê Sang vẫn nổ súng, thế nhưng trong súng không hề có đạn. Chủ tịch Choi mắng anh ngu ngốc rồi chĩa súng của hắn về phía thanh tra Lee, nhưng Tê Sang đã kịp hét lên nếu bắn cô ấy thì máy ảnh cũng biến mất.
Anh đã dự liệu trước được con cáo già này đưa anh khẩu súng không có đạn. Khi hắn ta định giết luôn cả anh thì Tê Sang thông minh đã nói dối rằng trước lúc bị sát hại, Chu Chu đã giao máy ảnh cho anh, nói rằng nếu mấy ngày sau cô ấy không liên lạc thì hãy công bố máy ảnh này ra ngoài. Khiến cho chủ tịch Choi tin thật nên hơi rén, đành tha cho anh lần này, sai thuộc hạ đưa Tê Sang ra căn phòng khác. Mấy tên nhãi nhép này không là gì so với anh. Nhân cơ hội bọn chúng lơ là, anh đã kéo cà vạt cho bọn chúng lao vào nhau, sau đó chỉ vài chiêu đã hạ gục tất cả. Tê Sang không bỏ trốn một mình, anh làm đổ thùng phi để tạo tiếng động, sau đó vứt một đôi giày làm thành hiện trường anh đã bỏ trốn. Bọn chúng bị thu hút bởi tiếng động nên chạy hết ra ngoài xem xét, bên trong chỉ còn thanh tra Lee Ko cố hết sức để cười trói. Phía khác, Tê Sang đã lẻn vào kho trộm mất chiếc xe của chủ tịch Choi, sau đó đâm lủng tường để sang cứu thanh tra Lee rồi cả hai cùng tẩu thoát ra ngoài. Chủ tịch Choi bất lực nhìn họ tẩu thoát, hắn ta ra ngoài chỉ biết bất lực với lũ đàn em đần độn. Mặt khác, cảnh sát Trung cũng đang trên đường tìm kiếm thanh tra Lee thì chiếc xe của nam chính vụt qua khiến cho anh ngứa mắt đuổi theo ngay lập tức. Nhưng chỉ trong một chốc, cố với lấy điện thoại gọi chi viện mà cảnh sát Trung đã mất dấu nam chính. Tê Sang đã chạy vào đường hầm, anh xin lỗi vì vụ án bố cô năm xưa, sau đó cởi trói cho thanh tra Lee, nói cô xuống xe để đổi vị trí lái. Khi cô đã xuống xe rồi, anh liền đạp ga lao đi. Vì hiện giờ đảm bảo tính mạng là quan trọng nhất nên anh không thể tin tưởng ai. Thanh tra Lee liền chạy bộ đuổi theo thì may mắn gặp cảnh sát Trung đi đến. Cô vội nhảy lên xe nói anh mau đuổi theo Tê Sang, nhưng xe chưa kịp chạy thì đã bị một chiếc xe khác áp sát, buộc phải quay đầu lao xuống lùm cây để tránh. Tê Sang đã nhảy lên thuyền trước lúc bọn tay chân của chủ tịch Choi đuổi đến. Chủ tịch Choi đã gọi báo tình hình cho nghị sĩ Seo khiến cho bà ta lo sợ để rối loạn ngôn ngữ. Hai đứa đó mà trốn thoát thì coi như sự nghiệp lừa đảo của bà ta toi đời, hình tượng tốn công xây dựng bấy lâu nay cũng sụp đổ. Về phía nam chính, cứ tưởng lên tàu là êm xuôi nhưng không, đám đàn em kia vẫn bám dai như đỉa đói. Bọn chúng dùng súng chặn thuyền lại rồi leo lên khống chế hành khách. Có một cậu bé đã nhận ra Tê Sang là tội phạm truy nã mà hét lên, buộc anh phải nhảy ra từ cửa sổ rồi lao xuống biển tẩu thoát. Có một tên ngu ngốc cúi đầu xuống nước tìm kiếm nên bị nam chính kéo xuống nước rồi chiếm luôn thuyền. Hai tên còn lại chạy đến nhưng Tê Sang đã kịp vặn ga bỏ chạy. Bọn chúng liền lên chiếc cano còn lại đuổi theo, vừa đuổi vừa bắn súng phát nào cũng trượt. Hai bên đuổi nhau sát nút, bọn côn đồ phóng hết mức lao lên phía trước định chặn đầu nhưng không ngờ gặp phải thằng liều. Tê Sang điên cuồng vặn ga lao về phía trước, khiến bọn chúng phải bẻ lái để né, làm cả ba mất đà lao xuống nước. Tê Sang phóng đi một mạch rồi leo lên bờ thoát được một kiếp. Ở bệnh viện, thanh tra Lee cũng đã tỉnh lại, anh đồng nghiệp vẫn luôn canh chừng bên cạnh cô, vừa thấy cô tỉnh anh đã chạy lại hỏi thăm tình hình. Còn thanh tra Lee vừa tỉnh đã hỏi đã bắt được Tê Sang chưa, khi biết chưa bắt được cô liền xuống giường định trở về sở cảnh sát. Thì Trung đã đến, anh lôi cô lên sân thượng hỏi, ngoài vụ việc của Tê Sang ra thì còn ẩn tình gì phía sau khiến cho cô phải lao tâm khổ sức như vậy. Nhưng thanh tra Lee không nói, Trung cứ hỏi về Tê Sang khiến cô phải nói về mối quan hệ giữa anh Tê Sang và Yuri. Cô cho rằng Trung bắn Tê Sang là vì ghen khiến Trung không thể tiếp tục chất vấn cô. Thanh tra Lee cũng nói rất có thể Tê Sang bị oan, khiến Trung không thể hiểu nổi. Một điều lạ bất ngờ xảy ra, như ông trời cũng muốn giúp nam chính. Khi phóng viên phỏng vấn các gia đình bị Tê Sang đột nhập, họ đều nói anh là một người tốt, có trách nhiệm và không làm hại họ. Thai phụ còn tin tưởng anh bị oan. Yuri ngồi nghe được tin này thì càng tin tưởng bạn trai cũ đúng là bị oan. Yuri nhớ lại khoảng thời gian trước kia cô hẹn hò cùng Tê Sang. Anh là một người lầm lì ít nói nhưng lại vô cùng tử tế. Như thế mới khiến trái tim cô rung động mà yêu anh. Mặt khác, chủ tịch Choi đã chuẩn bị tất cả các bằng chứng và luật sư để nếu có bị bắt thì ông ta còn chối. Phía khác, nghị sĩ Seo cũng đang thắc mắc 24 tiếng trôi qua mà gã Choi chưa bị bắt, cũng tức là thanh tra Lee muốn theo vụ án này đến cùng để kéo bà ta đi cùng đây mà. Bên phía thanh tra Lee, trưởng phòng đã tìm đến tận nhà trách cô sao chưa ra lệnh bắt chủ tịch Choi, nhưng thanh tra Lee biết bắt hắn cũng vô ích, hắn thể nào cũng chối. Nếu giờ đánh rắn sẽ động cỏ, đến khi tìm được máy ảnh tóm luôn bà nghị sĩ thì mới bỏ công sức cô bỏ ra. Lúc này Tê Sang đang khổ sở lang thang trốn chui trốn nhủi trong rừng. Anh mệt mỏi gục ngã vì cả ngày hôm qua bị tra tấn, nhưng không thể nhắm mắt vì con gái vẫn còn chờ được cứu sống. Giờ phải tìm được máy ảnh thì may ra còn lật lại vụ án oan được. Tê Sang nhớ đến cô bạn gái của Sư Gà, máy ảnh rất có thể đang nằm trong tay cô bé ấy. Lúc này cô bạn gái vừa khóc vừa xóa những tấm ảnh chụp chung với Sư Gà. Cô bạn thân ngồi cạnh giật lấy máy ảnh nói muốn vứt nó đi để bạn đỡ nhớ kỷ niệm cũ, mà nào biết bên trong chứa bí mật khiến các thế lực giành giật. Quay lại sở cảnh sát, Trung cũng bắt đầu nghĩ đến khả năng có thể Tê Sang bị oan thì sao? Tại sao một kẻ giết người lại hét lên rằng hắn vô tội? Tại sao máu lạnh vô tình mà lại được lòng dân đến thế? Phía khác, Yuri cũng thầm cầu nguyện cho nam chính tai qua nạn khỏi bỏ trốn thành công. Vì mạng sống của anh và vì con gái của cô, quả nhiên lời thỉnh cầu đã đánh thức Tê Sang đang hôn mê trong rừng, con gái lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh anh. Khẳng định mục tiêu sống bây giờ của Tê Sang chính là con bé. Đợi đến sáng hôm sau, Tê Sang đã lẻn vào nhà người dân trộm ít cơm, quần áo và giày dép. Muốn tẩu thoát thành công thì phải no người được ấm và chân không bị toạc. Sau đó anh lại mạo hiểm chạy đến cây xăng, trốn vào hầm xe chở gỗ để đi nhờ một đoạn. Mặt khác, vì để áp chế thanh tra Lee mà bà nghị sĩ đã đồng ý sẽ tranh cử chức thị trưởng để được liên quan đến văn phòng công tố gặp đích danh thanh tra Lee nói chuyện. Không ngờ bà ta lại buộc tội cô là đồng lõa với tội phạm bỏ trốn, vì đã có camera chụp được cô ngồi chung xe với Tê Sang.
Vụ này đã được tình báo cho cảnh sát trưởng và cảnh sát trưởng nói lại cho cảnh sát trung biết anh lập tức chạy ra ngoài. Bà nghị sĩ muốn ở trước mặt công tố trưởng công khai việc bãi bỏ chức vụ của thanh tra Lee để tránh ảnh hưởng đến hình tượng văn phòng công tố. Khiến cô chỉ biết nín lặng vì uất hận, trưởng phòng cũng đến nói đỡ cho cô, cả sở cảnh sát ai cũng biết cô ấy bắt tội phạm và bị hắn khống chế. Nhưng tên trưởng công tố không muốn mất lòng bà Seo nên buộc thanh tra Lee phải rút khỏi vụ án Tê Sang. Trong lúc cô bất lực nhất thì cảnh sát Trung xuất hiện, anh là con trai cục trưởng cảnh sát nên công tố trưởng phải nể vài phần. Trung đã đứng ra đảm bảo cho Lee rằng lúc đó cô đang đi truy bắt Tê Sang cùng anh nên hình ảnh cô ở cùng tội phạm là ghép. Ra bên ngoài, thanh tra Lee đã cảm ơn cảnh sát Trung, nhưng cô vẫn nhất quyết không nói cho anh biết nỗi oan 8 năm trời của cô. Vì bố anh là cục trưởng rất có thể đã liên quan đến nghị sĩ và gã Choi, Trung dỗi không cần biết nữa vì anh sẽ tự điều tra. Quay lại với nam chính, anh đã có mặt tại phòng trọ cũ của mình, đợi cảnh sát canh hiện trường rời đi anh đã lẻn vào nhà tìm máy ảnh. Nhưng trước tiên phải lau vết máu của người bạn thân xấu số trước, sau đó tắm rửa tránh vết thương nhiễm khuẩn. Sau khi thay một bộ quần áo đàng hoàng, anh bắt đầu lục lọi khắp nhà tìm máy ảnh. Nhưng tìm thế nào cũng không thấy chắc chắn là ở chỗ cô bạn gái đó rồi. Tê Sang đành gom một ít tiền và đồ ăn rồi rời khỏi đây. Khi anh đi thì thanh tra Lee cùng đồng nghiệp mới chạy đến. Lúc này Tê Sang đã có mặt ở cửa tiệm của bạn gái Sư Gà. Họ đang coi tin tức truy nã của anh. Nên giờ chưa thể manh động, anh đành gọi điện cho bạn gái cũ báo bình an để cô đỡ lo trước. Sau đó hẹn cô ra trung tâm thương mại gặp mặt nhờ cô lấy giúp một món đồ. Yuri đồng ý. Cuộc nói chuyện giữa họ đã bị thanh tra Lee và đồng đội nghe được hết. Họ chắc chắn thứ đồ đó chính là máy ảnh kỹ thuật số rồi. Thế là thanh tra Lee liền đi nói tin tức này cho đội cảnh sát biết. 3 giờ chiều mai họ sẽ dàn trận để bắt được Tê Sang và lấy máy ảnh. Ngày hôm sau, Yuri theo lời hứa đã đến trung tâm thương mại. Khắp nơi ở đó đều là cảnh sát mật bố trí mọi ngóc ngách. Không ngờ mọi nhất cử của Yuri đều đã bị Lâm theo dõi. Hắn cũng đã đánh hơi được đến đây muốn tranh giành với cảnh sát. Lâm cũng đã phát hiện ra Tê Sang. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội mặc đồ con bò cùng bộ óc con trâu. Lúc Yuri đến quầy hàng trẻ em thì viên cảnh sát mặc đồ bò đã nói cho cô biết. Họ đang mai phục bắt tội phạm bỏ trốn nên sẽ rất loạn, bảo cô hãy về trước. Yuri biết họ bắt Tê Sang nên vội bỏ chạy cầu xin anh đừng đến đây. Phía khác, thanh tra Lee cũng đã phát hiện ra Tê Sang liền báo cho đồng đội theo dấu anh. Cảnh sát Trung thấy vợ sắp cưới ở đây liền đoán được cô đến gặp bạn trai cũ. Cảnh sát lập tức vào trạng thái khẩn cấp, thậm chí còn bao vây trung tâm thương mại kiểm soát người ra vào. Tê Sang thấy tình hình không ổn liền rút lui, Lâm cũng bắt đầu hành động, còn Yuri đã nhận được cuộc gọi từ nam chính cũng lập tức quay về bệnh viện. Bên trong cảnh sát, người đông thế mạnh đã khoanh vùng được nghi phạm, nhưng khi vật người xuống lột khẩu trang ra lại là một gương mặt hoàn toàn khác. Tê Sang đã ra được bên ngoài, Lâm cũng theo anh sát nút, nhờ gương của chiếc xe chạy ngang qua mà nam chính phát giác ra kẻ bám đuôi, hắn ta đã thủ sẵn con dao để xử anh. Biết hắn rất mạnh, đấu tay đôi thì chỉ có lòi chĩ, nên nam chính đã quyết định nói chuyện như hai thằng đàn ông. Nhưng có vẻ Lâm không thân thiện lắm, nói gì cũng éo thèm trả lời, nên Tê Sang chuồn là thượng sách. Lâm đuổi theo sát nút, nhưng lúc sang đường hắn bị xe đâm nên chậm mất một nhịp. Tê Sang đã chạy lên xe buýt, Lâm cũng lên theo, nhưng nam chính đã mưu mô hơn, nên thành công nhảy ra khỏi cửa kính đáp đất an toàn. Lâm muốn đuổi theo nhưng nhớ lại lời bố dặn, không được hành xử nơi đông người tránh bị chú ý nên hắn đành thôi vậy. Yuri vừa trở về bệnh viện thì Tê Sang đã ôm cô trốn vào một góc, cô kéo anh ra chỗ an toàn nói chuyện. Tê Sang nói điện thoại của Yuri bị nghe lén rồi nên mọi động thái của anh mới bị phát hiện dễ dàng như thế. Lúc này cảnh sát Trung cũng đến bệnh viện gặp Yuri, anh tra hỏi cô vì sao lại nói dối anh và liên lạc với bạn trai cũ. Yuri bị dồn vào đường cùng, chỉ có thể cho anh biết người ghép tủy cho con gái là Tê Sang, nếu anh ấy có chuyện gì thì Mỹ Mi cũng khó sống. Mặt khác, Tê Sang đã rời đi nhưng chợt nhớ đến chiếc nơ anh định tặng con gái nên quay trở về bệnh viện, cũng vì thế mà chạm mặt cảnh sát Trung. Bên trong phòng bệnh, bé Mỹ Mi vẫn đang gạch từng ngày trôi qua với đầy hy vọng sống. Yuri vội ôm lấy cảnh sát Trung để Tê Sang chạy đi, anh cũng lập tức dùng hết tốc lực bỏ chạy khỏi đó. Trung bất lực vì bị vợ sắp cưới đối xử như vậy, anh hỏi cô vì sao không tin tưởng mình. Nếu anh biết Tê Sang hiến tủy thì anh có thể bảo vệ hy vọng cuối cùng của Mỹ Mi mà. Yuri chỉ biết khóc lóc xin lỗi. Mặt khác, bây giờ Tê Sang mới biết chồng sắp cưới của Yuri chính là cảnh sát Trung. Người luôn truy bắt anh gắt gao, sự nhục nhã và hổ thẹn với bạn gái cũ và người mới của cô ấy khiến Tê Sang bật khóc. Chắc cô ấy phải xấu hổ lắm, cô ấy phải nhẫn nhục sự ê chề đó. Năm xưa vì bị chủ tịch cho lấy người yêu ra uy hiếp mà anh phải cắn răng chịu đựng nuốt oán hận vào trong để ông ta không làm hại Yuri, không ngờ bây giờ điều đó trở thành sự trở ngại cho cô. Mặt khác, chủ tịch Choi đã bắt đầu nghi ngờ có phải Tê Sang thực sự rất quan tâm đến đứa con gái kia không, ngay cả khi bỏ trốn cũng lén lút đến gặp con. Nếu thật là vậy thì dễ dàng rồi, ông ta sẽ lại lấy đứa bé ra để uy hiếp anh. Hắn cho đàn em đến bệnh viện điều tra ngày phẫu thuật của đứa trẻ. Tại đây, thanh tra Lee đã hẹn Yuri ra gặp mặt. Thấy Yuri vẫn còn e dè mình, thanh tra Lee đã thừa nhận cô đã biết tất cả mối quan hệ của Yuri và Tê Sang. Cũng tin tưởng anh bị oan và bị ám sát nên mới bỏ trốn. Thế nhưng bây giờ bỏ trốn mới là điều nguy hiểm nhất. Lee muốn Yuri khuyên nhủ Tê Sang hãy về đầu thú. Bởi vì cảnh sát mới có thể bảo vệ được anh ta, chỉ cần có máy ảnh thì mọi kẻ uy hiếp Tê Sang sẽ phải dè chừng. Yuri liền hỏi máy ảnh đó là thế nào. Lee không giải thích nhiều mà chỉ nhấn mạnh cảnh sát sẽ bảo vệ Tê Sang đến ngày Mỹ Mi được phẫu thuật, như thế mới an toàn.
Cô cũng tiết lộ cho Yuri biết 8 năm trước nam chính đã bị ép phải nhận tội thay chủ tịch Choi để bảo vệ cho cô. Biết sự thật này, Yuri bàng hoàng đến run rẩy. Thì ra anh ấy bỏ cô đi là muốn bảo vệ cho cô, vậy mà 8 năm nay cô uất hận và giờ không cho anh gặp con. Khi Lee vừa trở về thì đã bị Trung chất vấn tại sao lại không cho anh biết người hiến tủy cho Mỹ Mi là Tae Sang. Lee giải thích điều đó phải do Yuri nói nếu cô ấy không muốn thì cô cũng không xen vào. Cảnh sát Trung dần nhận ra ẩn tình sau câu chuyện này. Có kẻ muốn đổ tội cho Tae Sang và kẻ đó đã bắt cóc thanh tra Lee hôm trước. Do anh là con của cục trưởng nên thanh tra Lee mới không tin tưởng anh. Nhưng nếu giờ Trung đã tò mò thì cô cũng tiết lộ hai kẻ đó chính là bà Seo và ông Choi. Trung đã dần tin rằng Tae Sang quả thực bị oan nên về đồn anh đã sai cấp dưới điều tra lại hết tư liệu liên quan đến vụ án. Mặt khác, chủ tịch Choi cũng đã biết được ngày phẫu thuật của Mỹ Mi, bảo sao kẻ luôn hèn nhát và nghe lời ông ta như Tae Sang nay lại vùng lên mạnh mẽ như thế, thì ra là có con gái rồi. Thế nhưng ngày phẫu thuật của Mỹ Mi cũng là ngày buổi triển lãm đồ giả của ông ta và bà Seo được tiến hành, thế nên việc cấp bách nhất là phải tìm ra được máy ảnh. Chuyển cảnh sau khi đã điều tra về ông Choi, cảnh sát Trung lập tức phát hiện ra nguy hiểm, ông ta từng ở bệnh viện nơi Mỹ Mi điều trị. Thế là anh liền tìm gặp lão già này nói cho ông ta biết Mỹ Mi là con gái mình, ẩn ý là muốn nhắc nhở đừng hòng động vào con bé. Lão già ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng cay lắm rồi. Ông ta nói thẳng thứ mình cần là cái máy ảnh. Trung nhớ lại Lee từng nói với anh, máy ảnh đó ghi lại mối quan hệ bất chính giữa ông ta và bà Seo, còn nó có thể bắt chúng vào tù. Sau khi cảnh cáo thẳng mặt và chửi lão là đồ chó chết, thì cảnh sát Trung đã trở về lập tức gọi cấp dưới đến canh giữ bệnh viện nơi mẹ con Mỹ Mi ở, đảm bảo an toàn cho họ. Khi Yuri vừa xuất hiện, anh đã kéo cô ra chỗ vắng và nói anh tin Tae Sang vô tội nên nếu anh ta có xuất hiện, hãy lập tức khuyên anh ta đầu thú, chỉ như vậy mới có thể bảo toàn tủy cho Mỹ Mi. Đã có hai người khuyên như vậy khiến Yuri bắt đầu do dự. Ở một vật cảnh khác, không ngờ bà nghị sĩ còn có một đứa con trai hơi tật chắc do nghiệp của bà ta. Đợi kỳ đấu giá xong xuôi, bà ta đã chuẩn bị sẵn vé máy bay, gom tiền là sẽ cùng con trai bay ra nước ngoài sinh sống. Nhưng trước đó, nếu muốn buổi đấu giá thành công thì phải dùng quyền lực thâu tóm chức thị trưởng. Chủ tịch Choi sau khi biết được tin này liền không vừa ý. Vì ngồi chung một thuyền mà không hề nói trước với ông ta điều gì, chắc chắn bà ta sẽ bỏ lại mình rồi một mình chạy, nên ông Choi đã sai cấp dưới âm thầm điều tra ngày bà Seo định ra nước ngoài. Quay lại với nam chính, anh lại tiếp tục gọi điện cho Yuri hẹn gặp mặt, cứ tưởng là điện thoại bàn của bệnh viện không bị nghe lén. Nào ngờ cuộc nói chuyện của họ vẫn truyền đến chỗ thanh tra Lee, địa điểm và thời gian gặp mặt đều bị cô và cấp trên nắm rõ. Lee định không báo cho cảnh sát, cô nghi ngờ sở cảnh sát có nội gián, vì mọi kế hoạch của cô đều bị Lâm phát hiện, nên lần này cô sẽ chỉ nói với những cảnh sát mà cô tin tưởng. Rất nhanh đã đến 3 giờ chiều, Yuri đã theo điểm hẹn lên tàu đến khoang số 3. Tàu đông đúc nên cô không nhận ra mình đã bị cảnh sát Trung và một người sát theo dõi. Bên ngoài cũng có đội công tố cải trang thành khách đi tàu dưới sự chỉ huy của thanh tra Jong và Lee. Khách lên xuống tàu nườm nượp nhưng Yuri vẫn đứng yên ở đó chờ Tae Sang. Nhưng khi chạm dừng lần thứ hai, cô đã xuống xe rồi lập tức chạy lên xe lại, khiến cho viên cảnh sát bám đuôi bị mắc bẫy chạy ra ngoài. Rồi tàu đóng lại bỏ anh ở ngoài luôn. Đến trạm dừng thứ ba, Yuri lập tức bỏ chạy, còn cảnh sát Trung cũng đi theo sát nút. Cô lên chiếc taxi đã được Tae Sang đặt trước bỏ đi ngay trước mắt Trung. Anh cũng dành xe với một người đi đường để đuổi theo. Bên trong sân ga, công tố viên bị lừa một vố thì chỉ biết nhìn nhau. Lúc này Yuri đã đến cửa tiệm của bạn gái Suga. Cô nói dối rằng mình là chủ nhân của chiếc máy ảnh và giờ đến lấy lại. Thế nhưng nhỏ này vô duyên. Mượn máy ảnh của người ta xong giờ bạn trai mất rồi liền đưa máy ảnh cho bạn thân vứt. Cô gái vội gọi điện hỏi bạn thân chỗ vứt máy ảnh. Sau đó đưa địa chỉ và số điện thoại của cô gái ấy cho Yuri. Trước khi đi, Yuri cũng theo lời nam chính đưa nhẫn cầu hôn của Suga cho bạn gái cậu ấy. Hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của chàng trai xấu số, nhìn chiếc nhẫn, Yuri bất giác nhớ đến 8 năm trước, trong lần sinh nhật của Tae Sang cô cũng tặng anh chiếc nhẫn kèm lá thư. Lá thư bây giờ nam chính vẫn còn giữ, và kỷ niệm đó Yuri vẫn còn lưu giấu trong tim. Cô vừa ra khỏi quán thì Trung chạy vào hỏi bạn gái Suga cô ấy đã nói những gì. Khi này Yuri theo như kế hoạch sẽ có mặt tại quán cà phê gặp Tae Sang, nhưng vì phải đi lấy máy ảnh từ chỗ cô bạn kia, nên Yuri vội mượn điện thoại của tài xế nhắn tin báo cho anh. Sau đó cô đã có mặt ở quán cà phê, lại mượn điện thoại của khách gọi điện bảo Tae Sang hãy đi theo mình, cả hai người lên xe của Yuri. Cô mới giải thích bạn gái Suga không giữ máy ảnh, cô bạn thân kia thì đã bán máy ảnh qua mạng cho một em học sinh. Giờ đi đến địa chỉ của em ấy, nhưng Tae Sang yêu cầu cô hãy đưa địa chỉ cho mình rồi dừng xe, vì anh không muốn cô bị kéo vào chuyện này. Yuri lái xe đến một chỗ vắng vẻ nhưng cô không chịu đưa địa chỉ, vì đến tối em học sinh đó mới tan học nên bây giờ Tae Sang không thể đi lung tung. Ngồi trên xe, anh xin lỗi vì hôm qua đã khiến cho cô khó xử trước mặt vị hôn phu. Nếu biết cảnh sát Trung là chồng sắp cưới của cô thì anh đã không mặt dày nhờ cô giúp đỡ. Yuri không quan tâm điều đó, nếu cô không giúp thì anh có thể nhờ ai chứ. Yuri xuống xe bật khóc, cô nói mình đã biết chuyện 8 năm trước anh phải vào tù. Nếu anh không phải chịu tội thay người khác thì có phải đã không bỏ rơi mẹ con cô phải không? Tae Sang không biết phải nói làm sao, anh không muốn Yuri hiểu nhầm cô ấy là gánh nặng cho anh. Mặt khác, vì để mất dấu Yuri nên cảnh sát Trung chỉ có thể tìm đến bệnh viện, nói chuyện cùng Mỹ Mi. Anh kể cho cô bé nghe về chuyện tình giữa anh và mẹ cô bé.
đồng thời hỏi bé mình có đủ tư cách là bố của em chưa. Có thể thấy cảnh sát Trung thật lòng rất yêu Yuri và xem con của cô ấy như con của mình. Lúc này chuyện không mong muốn lại xảy ra, bạn gái Suga nghe lời bạn thân rằng cô gái đến đòi máy ảnh là đồng phạm với kẻ giết Suga. Thế nên đã gọi báo cảnh sát trưởng biết về địa chỉ mà Tê Sang sẽ đến lấy máy ảnh. Phía này anh đã đưa cho Yuri kẹp nơ anh định tặng con gái. Sau đó xuống xe đi theo địa chỉ tìm anh học sinh kia. Tê Sang đã gọi điện cho cậu ta trước. Cậu bé cũng rất hợp tác trả lại máy ảnh và được Tê Sang cho một số tiền. Giờ máy ảnh đã nằm trong tay anh nên Yuri cũng rất vui mừng. Nhưng họ nào biết cảnh sát trưởng đang dẫn người đến bắt nam chính. Yuri nghe cuộc gọi giữa cậu thanh niên và cảnh sát trưởng liền lo lắng cho Tê Sang. Phía nam chính anh đã xem các mục của máy ảnh nhưng lại chẳng tìm được thứ gì. Chẳng lẽ video đã bị xóa? Đang thất vọng thì lại bất ngờ bị Lâm phục kích phía sau. Hắn ta đã đánh hơi được đến đây. Tê Sang có đánh trả nhưng không đánh lại. Bị hắn vật ra đất cướp máy ảnh trắng trợn, sau đó còn không quên bóp cổ nam chính để diệt khẩu. Trong lúc anh sắp tắc thở thì Yuri đã đuổi đến. Cô dùng tấm bảng ven đường chống chọi với tên sát thủ vô tình. Yuri muốn giành lại máy ảnh nhưng bị hắn túm tóc. Thấy người mình yêu bị đối xử như vậy, Tê Sang tức giận vùng lên đá cho Lâm một cước. Nhưng hắn rất mạnh đã đấm lại một phát rồi đạp vào cổ Tê Sang. Yuri ôm chân hắn cầu xin nhưng mặt tên này vẫn lạnh tanh. Cũng may vào lúc nguy cấp, cảnh sát Trung đã lái xe đuổi đến khiến cho Lâm bỏ chạy mất dép. Tê Sang cũng muốn chạy nhưng sợ làm Yuri khó xử. Không ngờ cảnh sát Trung lại cho phép anh chạy trước vì cảnh sát trưởng sắp đuổi đến đây, họ sẽ không tin anh vô tội. Tê Sang mang theo sự hèn mọn mà bỏ chạy, còn Trung cũng kéo Yuri lên xe rút lui. Nam chính tưởng đã thoát được nhưng không, Lâm đã đợi anh phía trước chặn đầu xe. Tê Sang lao xe đến thì hắn nhảy lên sau đó cậy cửa xe của anh ra, buộc anh phải chạy xe lùi. Hắn cũng từng bước tiến đến nhưng chỉ là đe dọa cho vui chứ vẫn cho Tê Sang chạy đi. Đến nơi vắng vẻ, Tê Sang tự tát bản thân trách mình vô dụng để vụt mất máy ảnh. Yuri trở về bệnh viện thì chạm mặt thanh tra Lee khi biết chiếc máy ảnh đã mất. Thanh tra Lee cũng suy sụp không kém nam chính. Yuri trở về phòng bệnh với đứa con gái tội nghiệp của cô. Nó rất thích màu hồng nhưng tại sao cuộc đời lại toàn là u ám? Bỗng nhiên Yuri phát hiện ra tấm ảnh trong tay con gái là hình chụp chung cùng bạn trai cũ. Bé Mimi tỉnh dậy lập tức giành lại tấm ảnh. Con bé ngây thơ nói mẹ đã vứt ảnh đi, mẹ xé nó nên con lấy lại dán lại và giờ nó là của con. Thì ra Mimi khao khát được gặp bố ruột như thế sao? Vậy mà trước đó khi có cơ hội cô đã ngăn cấm hai cha con gặp nhau. Yuri không tức giận mà cô trao lại món quà Tê Sang tặng con gái. Ở một phân cảnh khác, máy ảnh đã rơi vào tay lão già Choi. Hắn ra lệnh phải lấy được mạng Tê Sang và xử lý thanh tra Lee. Buổi đấu giá của hắn phải được diễn ra trọn vẹn. Thanh tra Lee vì để mất chiếc máy ảnh nên bây giờ cô đã tập trung toàn bộ tâm trí vào buổi đấu giá từ thiện. Chắc chắn buổi đấu giá này có vấn đề. Sở dĩ thanh tra Lee không lo lắng về chiếc máy ảnh như thế là vì chiếc máy này cần phải quét trong mắt của cô thì mới được mở và xem được nội dung bên trong. Thế nhưng cô nào biết chủ tịch Choi đã thuê thợ mã hóa chuyên nghiệp để lấy phần cứng của máy ảnh ghép vào một thiết bị khác. Quả nhiên đã xem được cuộc nói chuyện giữa hắn ta và bà Seo. Mặt khác, nam chính đã gọi điện cho thanh tra Lee hẹn cô đến gặp mặt bí mật. Một lúc sau, Lee đã có mặt ở chỗ hẹn đối diện với cô chính là Tê Sang. Anh hỏi cô rốt cuộc Chu Chu và ông Choi có mối quan hệ gì, tại sao giết hại cô ta xong lại đổ lỗi cho anh. Và trong chiếc máy ảnh kia có thứ gì, Lee chỉ nói bên trong máy ảnh là bằng chứng buộc tội ông Choi. Sau đó cô cảm ơn vì hôm trước Tê Sang đã cứu mình, để trả ơn Lee đã cho Tê Sang đội tóc giả đeo kính hóa trang thành bạn gái của cô. Sau đó dẫn nam chính vào nhà mình định mời anh một bữa ăn tử tế. Tê Sang nhìn tấm bảng điều tra trong suốt 8 năm của Lee thì vô cùng bất ngờ. Suốt 8 năm nay cô ấy luôn sống trong sự hận thù sao? Mặt khác, chủ tịch Choi đã mang máy ảnh và con chip đến cho bà Seo. Bà ta không thèm xem nội dung bên trong mà lập tức phá hủy con chip. Quay lại với nam chính đã mấy ngày không được ăn tử tế nên giờ anh ăn lấy ăn để. Sau đó đưa cho Lee xem chân dung kẻ truy sát anh mấy ngày nay. Hắn ta cũng là người lao vào Lee hôm đó. Tê Sang kể lại hôm đó là ngày có kết quả xét nghiệm ở bệnh viện nên anh rất gấp. Lúc Chu Chu đến đưa máy ảnh, anh chỉ tiện tay nhét đại vào túi. Sau khi từ bệnh viện về thì anh bị lừa đến kho. Sau đó thì Chu Chu bị giết. Bây giờ muốn bắt được ông Choi thì chỉ có thể để ông ta bắt được Tê Sang trước. Lúc này đàn em của hắn ta cũng đã chia nhau ra các khu hành động. Bọn chúng tìm nam chính trong đống những người vô gia cư, thậm chí còn theo dõi cả thanh tra Lee. Cô đến gặp cảnh sát Trung nói cho anh biết trong sở cảnh sát chắc chắn có nội gián. Vậy nên cô và Tê Sang đã lập ra một kế hoạch. Đó là thanh tra Lee sẽ đến rủ các thành viên còn lại trong đội đi uống rượu, sau đó giả vờ đau bụng chạy vào nhà vệ sinh. Cô vừa đi thì điện thoại reng lên 2-3 cuộc gọi, sau đó lại là tin nhắn. Thanh tra Lee chạy ra hoảng hốt nghe điện thoại. Người đầu dây bên kia cố gắng hét to tên của Tê Sang để gây chú ý. Nếu một trong ba cảnh sát là gián điệp thì chắc chắn sẽ tò mò. Sau đó Lee lại tiếp tục chạy vào nhà vệ sinh, đợi kẻ tò mò đi theo sau cô cố tình nói chuyện điện thoại thật to về việc Tê Sang sẽ ra tự thú. Sau đó trở về bàn mượn cớ nhà có việc mà về trước. Đồng bọn của cô ngồi ở bàn đối diện đã biết kẻ bám đuôi theo cô lúc này là ai. Quả nhiên tin tức nam chính sẽ đến đầu thú đã đến tai chủ tịch Choi. Ông ta lập tức sai Lâm đi giết người diệt khẩu, không để Tê Sang rơi vào tay cảnh sát. Thuộc hạ của hắn ta cũng theo dõi thanh tra Lee và văn phòng công tố của cô. Lâm đã đến địa điểm gặp mặt trước để mai phục, nhưng hắn nào biết hắn đang từng bước lọt vào trận địa của Tê Sang và Lee.
Vì cảnh sát và công tố đã mai phục khắp nơi trong tòa nhà, Tê Sang làm theo kế hoạch đúng 5 giờ đến điểm hẹn. Lâm chỉ chờ có thế mà nổ súng, Tê Sang gục xuống. Thanh tra Ly liền hô to tên anh đó cũng là ám hiệu hành động của đội. Mọi người lập tức ập ra bắt Lâm, hắn ta cứ tưởng mình thông minh, dùng máy bay không người lái để di chuyển súng trường đi là xong chuyện. Nhưng nào ngờ vừa ra cửa chính tẩu thoát đã bị cảnh sát mai phục bắn vài mũi thuốc mê xỉu ngay tại chỗ. Lúc này bé Mỹ Mi vẫn tràn đầy hy vọng gạch đi từng ngày và Tê Sang mặc áo chống đạn cũng mở mắt. Lâm nằm gọn trong tay thanh tra Ly, chủ tịch Choi gọi điện đến cho hắn hỏi thăm tình hình. Vừa nghe giọng Ly, ông ta đã sợ hãi cúp máy. Còn Nam Chính lúc này đang phải chạy trốn trước sự truy đuổi của cảnh sát Trung. Trung thật ra không muốn tóm Tê Sang vào tù mà chỉ có chuyện muốn hỏi, nghe đến tên con gái Tê Sang mới chịu lộ mặt. Mặt khác, sau khi đã rơi vào tay cảnh sát, Lâm không nói bất cứ một lời nào. Khi lấy dấu vân tay của anh ta, thanh tra Ly mới ngỡ ngàng vì hắn không nhập quốc tịch Hàn Quốc. Vậy thì cô không có quyền bắt hắn, mà phải liên lạc với cảnh sát nước ngoài để bắt tên này. Sau khi nói chuyện với Nam Chính, cảnh sát Trung tức giận lao thẳng vào nhà túm cổ tên Choi vì hắn thất hứa, lấy được máy ảnh còn muốn giết người. Thì ra lúc trước vì để cứu Mỹ Mi, cảnh sát Trung đã phải đồng ý với ông Choi mang máy ảnh về cho ông ta, nếu không hắn sẽ giết Tê Sang và Mỹ Mi không còn ai hiến tủy cho nữa. Thế nên khi chạy vào tiệm bạn gái Sư Gà, cảnh sát Trung đã hỏi về máy ảnh, sau đó ra ngoài nhắn địa chỉ cho gã Choi biết. Thế nhưng anh nào ngờ mình đã rơi vào bẫy, hắn chỉ hứa suông chứ không thực hiện. Ông Choi còn lấy việc này ra đe dọa Trung. Nếu cô gái Yuri kia biết cậu là người đã tiết lộ vị trí máy ảnh cho tôi thì cô ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Chuyện cậu tự mắc bẫy thì tự mà xử lý đi. Mặt khác, luật sư của Lâm đã đến đưa ra giấy tờ tùy thân của anh ta. Hắn là người Pháp sang Hàn học tiếng và chụp ảnh. Hơn nữa không có súng giết người và không thấy xác Tê Sang nên không thể buộc tội hắn. Còn chiếc điện thoại liên lạc với chủ tịch Choi là do Lâm nhặt được. Chỉ vài câu nói dối đơn giản, Lâm đã được thả ra trước sự bất lực của thanh tra Ly. Lần này coi như tốn công vô ích rồi. Cô đành trở về nhà thông báo tin nhiệm vụ đã thất bại cho Tê Sang biết. Kẻ này thực sự quá chu đáo, hắn mang quốc tịch nước ngoài nên càng khó bắt. Hết cách, Tê Sang chỉ đành bày kế khác để cướp lại máy ảnh. Vì anh hiểu rõ ông Choi là kẻ phải nắm được bí mật của người khác. Hắn sẽ không phá chiếc máy ảnh vì bên trong có bằng chứng buộc tội cả hắn và bà Seo. Nếu bà ta lật kèo, hắn còn có thứ giữ mạng. Tê Sang định sẽ đến tận nhà ông Choi để tìm máy ảnh. Trước tiên anh phải hiểu về kết cấu nơi đó nên phải tìm được một người từng ở đó giúp, mà không ai khác chính là ông lão. Nhưng bóng dáng anh đã bị một người nhìn thấy và báo về cho tên đại ca. Ông Choi lập tức sai hắn đến kiểm tra thử. Khi hắn đến nơi thì đã chậm một bước, Nam Chính đã rời đi trước. Hắn chỉ có thể trút giận lên bọn đàn em. Bọn chúng buột miệng nói ra chủ tịch Choi cái chết của Chu Chu cùng vài kế hoạch khác mà không biết gần đó có máy nghe lén. Sáng hôm sau, Nam Chính đã lái xe và thanh tra Ly cho mượn để đến gặp ông lão. Hai người vào một tiệm nhỏ ăn cơm. Sau đó cả hai bắt đầu bàn về bố cục nhà của ông Choi và phát hiện ra bọn chúng dùng lò sưởi ở trên tường để giấu cửa tầng hầm. Ở một phân cảnh khác, cả thanh tra Rong và cảnh sát Trung đều xuất hiện ở trước nhà của Chu Chu, có một chiếc ô tô đã đậu ở đó từ lâu. Cũng may vợ của chủ xe ở gần đó đã cho họ xem camera hộp đen trong đoạn băng xe của chủ tịch Choi xuất hiện trước nhà Chu Chu vào hôm cô bị sát hại. Ngay sau đó, thanh tra Lee đã dẫn người đến bắt chủ tịch Choi một cách công khai. Bà Seo cũng lập tức nhận được điện thoại báo tin này, bà ta sợ tên đó sẽ lôi theo bà ta ở tù cùng. Ngồi trước bàn thẩm vấn, dù xem đoạn băng xe của mình đậu trước nhà Chu Chu, nhưng chủ tịch Choi biết Lee không có cận cảnh ông ta vào nhà nên vẫn còn tự đắc. Phía khác, Nam Chính cũng đã biết tin hắn bị bắt. Anh và ông lão đã sẵn sàng đồ nghề để đột nhập vào nhà của chủ tịch Choi. Ông lão giả làm người kéo bìa các tông. Còn Nam Chính thì trốn trong đống giấy qua mắt lũ bảo vệ. Thanh tra Ly cũng đang cố giữ chân gã Choi. Tê Sang đã thành công đột nhập vào sân nhà ông ta. Sau đó dùng một loại máy đặc biệt khoan không tiếng và dây điều khiển mở được nắm cửa. Nhưng vào bên trong anh lại chạm mặt hắn ta. Còn có cả Lâm, gã Choi đắc ý vì Nam Chính bị hắn lừa. Hắn kể lại cho anh nghe lúc thanh tra Ly thẩm vấn hắn thì bị gọi lên gặp trưởng phòng. Trưởng phòng muốn cô thả ông Choi ra trước, rồi xin tránh án lệnh bắt giữ sau, nếu không cô sẽ bị hắn kiện ngược lại tội bắt người trái phép. Nhưng lúc này bà Seo đã đến tìm tránh án, dựa vào tiếng lành của bà ta mà tránh án đã tin, và hôm đó chủ tịch Choi thực sự đi ăn cơm cùng bà. Khi thanh tra Ly trở về phòng thì đã không thấy bóng dáng của gã Choi đâu, đơn xin bắt người cũng đã bị tránh án bác bỏ. Vậy nên hắn ta mới được thả, thanh tra Ly muốn lập tức liên lạc báo tin cho Nam Chính dừng hành động, nhưng cô gọi mà anh không nghe máy. Xe của cô cũng đã bị một chiếc xe khác chặn đường nên cô buộc phải bắt taxi, nhưng nào ngờ chiếc taxi này cũng bị mua chuộc, đang chạy giữa đường thì chết máy. Thế nên Tê Sang mới rơi vào tay chủ tịch Choi thế này. Nam Chính muốn bỏ chạy nhưng bị Lâm dễ dàng khống chế, anh cầu xin lão già Choi đừng giết mình. Chỉ 3 ngày nữa thôi, khi đó hiến tủy xong cho con gái, lão muốn hành xác anh thế nào cũng được, thậm chí anh còn ôm chân cầu xin ông ta. Nhưng hắn vẫn vô tình sai Lâm bịt khăn thuốc mê khiến anh bất tỉnh. Mặt khác, lão già đồng hành cùng Nam Chính mãi chưa thấy anh gọi điện nên liền xuống xe kiểm tra. Thì mới biết anh đã bị Lâm đánh bất tỉnh nhốt vào trong cốp xe. Lúc kéo xe giấy đi ngang qua, ông đã cố tình ném vào bên trong con dao để anh tự thoát thân. Nhưng Nam Chính chưa kịp tỉnh lại thì Lâm đã đến nơi. Hắn mở cốp xe lôi anh vào thang máy định sẽ lên sân thượng để tạo ra hiện trường vụ án nhảy lầu tự tử.
Lão già lái xe theo sau biết được ý định này liền gọi điện báo công an có người muốn nhảy lầu. Trên sân thượng, Lâm đã cởi trói định đẩy nam chính xuống lầu, nhưng anh đã dùng hết sức chống lại hắn. Anh đã lấy được cây bút dao của hắn ta, nhưng vẫn bị hắn khống chế bẻ tay làm rơi mất vũ khí. Ý chí muốn sống của nam chính bùng lên, anh bóp chặt cổ hắn, hắn cũng bóp cổ anh, hai người bóp cổ nhau, nhưng sức mạnh của một người được làm bố vẫn áp đảo hơn. Tê sang bóp cổ khiến cho Lâm ngất xỉu, ai ngờ hắn ta chơi trò lừa bịp đợi nam chính mất cảnh giác, hắn đã mở mắt lôi anh đến mép sân thượng. Tê sang cố nắm chặt tay hắn cầu xin nhưng không được, cũng may ông lão xuất hiện nhưng có vẻ ông quen biết Lâm còn gọi hắn là con, nhân cơ hội Lâm quay lại nhìn ông lão. Nam chính đã đá cho hắn một phát rồi lôi ông lão chạy theo, nhiệm vụ thất bại nên Lâm bị chủ tịch choi tát cho mấy phát choáng váng đầu óc, hắn nghe lời tuyệt đối nên không chống trả không biện hộ. Phía khác, cảnh sát Trung đã thú nhận với Yuri mọi chuyện rằng máy ảnh là do mình tiết lộ vị trí, bởi vì anh đã tin tưởng sai người. Anh tin ông ta sẽ không giết Tê Sang nếu có được máy ảnh, nhưng giờ anh mới hiểu ra mình còn quá non. Ở trong phòng bệnh vì không thấy mẹ đâu nên Mỹ Mi đã lấy điện thoại của mẹ mở lên xem. Vừa thấy dòng chữ Tê Sang, cô bé đã biết đó là bố mình nên lập tức gọi cho anh. Nhận được điện thoại của Yuri, Tê Sang vô cùng lo lắng. Nhưng khi nghe thấy giọng con gái, anh đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Nam chính nói chuyện xong với con thì ông lão cũng tỉnh. Ông kể cho anh nghe trước kia mình từng lạc mất một đứa con, nó rất giống tên sát thủ Lâm hiện tại, nên ông chưa thể rời đi mà phải ở lại nghe ngóng thêm. Quay lại với Yuri, vì không khống chế được Tê Sang nên lão Choi đã chuyển mục tiêu sang cô, hắn đến cửa tiệm dọa cho cô sợ hãi. Khi Yuri ra ngoài nhắn tin cầu cứu thì bị một kẻ lạ mặt chuốc thuốc mê bắt đi mất. Mặt khác, Tê Sang đã ném bom khói vào tiệm cầm đồ khiến cho hai tên đàn em bị sặc mà chạy mất. Sau đó anh lập tức lẻn vào lấy đi máy ghi âm, vụ việc Yuri bị bắt cóc đã được thông báo cho cảnh sát Trung. Các cảnh sát còn lại phụ trách bảo vệ cô cũng cuống cuồng lên chạy đi tìm. Thanh tra Lee sau khi biết tin này lập tức báo cho nam chính. Tê Sang còn chưa kịp khóc thì Yuri đã gọi đến cho anh. Thấy cảnh cô bị trói, anh đã chính thức bùng nổ. Bên kia là giọng đàn ông uy hiếp nam chính phải một mình ra điểm hẹn trước, nếu không Yuri sẽ bị xử. Đầu dây bên kia kẻ cầm điện thoại chính là Lâm. Hắn mở băng dính cho Yuri nói chuyện. Cô lập tức không cho Tê Sang được đến đây, nếu anh có mệnh hệ gì, tính mạng con gái cũng khó giữ. Điện thoại tắt, Tê Sang cũng chính thức phát điên, giữa người mà anh yêu nhất và cô con gái đáng thương, anh phải lựa chọn ai đây. Sau khi đã bình ổn tâm trạng, Tê Sang biết chắc chắn chuyện này sẽ có cách giải quyết. Anh gọi điện cho thanh tra Lee nói Yuri đã bị bắt cóc. Giờ anh sẽ gửi cho cô đoạn video gọi điện vừa nãy để cô xem trong đồng tử của Yuri là ai. Thanh tra Lee nhanh chóng vào việc và đã phát hiện ra kẻ đó chính là Lâm. Tê Sang nhớ lại khi trước có hai công nhân đã chụp được biển số xe của Lâm, anh lập tức gọi điện cho cảnh sát Trung đi điều tra. Đưa vào công nghệ phóng to và rửa mờ biển số xe đã hiện ra rõ ràng trước mắt, đó là một chiếc xe của người Pháp, địa chỉ ở hiệu chụp ảnh gần đây và cảnh sát Trung đang trên đường đến nó. Về phía nam chính, vì để đảm bảo an toàn cho Yuri nên anh đã làm theo chỉ dẫn của Lâm, lái xe đến điểm hẹn sau đó lên chiếc xe mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Lái xe theo lộ trình đã cài sẵn bên trong xe. Mặt khác, vì để vào được bệnh viện, chủ tịch Choi đã sai người đưa đồ uống có thuốc ngủ cho nhân viên bảo vệ và y tá. Chẳng mấy chốc mà họ đã ngủ say hết, ông ta có thể thoải mái ra vào bệnh viện mà không sợ ai nhìn thấy. Còn về camera thì ông ta sẽ xử lý sau, hắn ta đến gặp bé Mỹ Mi. Cô bé không biết đây là một con ác quỷ nên vẫn vui vẻ nói chuyện cùng. Ông Choi nói sẽ đưa Mỹ Mi đi gặp ba, thế là thành công lừa được cô bé ra ngoài. Bên phía nam chính, anh đã dần nhận ra âm mưu của đám người này. Chúng bắt cóc Yuri để dụ cảnh sát ra khỏi bệnh viện để bắt thêm Mỹ Mi. Thế là Tê Sang liền quay xe đi hướng ngược lại. Lúc này cảnh sát Lee vì để tránh tai mắt của ông Choi mà đã lấy xe của shipper chạy ra ngoài. Ở bệnh viện, bé Mỹ Mi đột nhiên nhớ đến lời bố dặn chỉ được ở cùng mẹ không đi cùng người lạ, nên cô bé đã cố tình làm rơi dép rồi nhờ ông Choi nhặt giúp. Nhân cơ hội ông ta đi nhặt, em đã bỏ chạy vào thang máy, lên tầng lay bác sĩ dậy thấy không ổn em lại tiếp tục bỏ chạy, hắn ta đã đuổi đến chỗ Mỹ Mi trốn. Nhưng có vẻ hắn cũng lo rời khỏi phòng vô trùng quá lâu cô bé sẽ bị nhiễm khuẩn, Mỹ Mi rất thông minh thay đổi chỗ trốn liên tục để không bị bắt giữ. Nhưng khi cô bé trốn vào trong tủ đồ, cánh tủ bị mở hờ giúp ông Choi nhận ra, lúc này Tê Sang cũng lao như bay đến bệnh viện cứu con gái. Thấy các y bác sĩ đều ngất xỉu và chiếc giày của con gái dưới sàn, anh biết đã có chuyện không hay. Bên trên, lúc ông Choi sắp bắt được Mỹ Mi thì Tê Sang đã chạy đến hét lớn tên con gái, khiến hắn phải tạm thời ẩn nấp. Thấy bố Mỹ Mi lập tức chạy ra, Tê Sang lo lắng mình sẽ khiến con nhiễm khuẩn nên yêu cầu con gái nhanh chóng vào phòng vô trùng. Cô bé cũng ngoan ngoãn làm theo. Tê Sang đã thấy được bóng lưng bỏ trốn của gã Choi, thanh tra Lee cũng vừa chạy đến, anh giao con gái cho cô rồi tức giận đuổi theo tên cặn bã kia. Không có Lâm ở bên cạnh bảo kê, ông Choi cũng chỉ là một lão già nên bị nam chính đuổi thì phải bỏ chạy bạt mạng, chạy lên sân thượng hết đường trốn nên chủ tịch Choi phải quay sang đánh tay đôi với Tê Sang. Sức hắn yếu rồi nên bị anh đấm cho vài phát rồi dồn đến mép lan can. Thế nhưng anh không giết hắn, cái chết với tên này quá dễ dàng. Phải để cho hắn ngồi tù mất đi sự tự do mới trả lại đủ nghiệp mà hắn đã gây ra cho người khác. Gã Choi vừa thoát chết đã cà khịa nam chính là đồ yếu đuối, không dám giết người, hôm nay anh tha cho hắn sẽ là quyết định ngu dốt nhất cuộc đời anh. Ở một phân cảnh khác, cảnh sát Trung đã tìm đến được tiệm chụp ảnh nơi nhốt Yuri. Chỉ có hai tên đàn em đứng ngoài canh cửa, bọn chúng bị anh xử lý dễ dàng. Có thằng muốn dùng dao nhưng thấy không chơi lại với súng nên đành bỏ chạy.
Trung thành công vào bên trong cứu được Yuri đang run rẩy. Thanh tra Lee gọi điện báo cho anh biết Yuri đã an toàn. Cô cũng sắp xếp cho Tê Sang được quang minh chính đại vào phòng vô trùng nói chuyện với con gái. Nụ cười của con bé vẫn ngọt ngào, thuần khiết và trong trẻo như ngày nào. Mimi vô cùng vui khi được gặp ba ruột của mình. Hai cha con tranh thủ thời gian kể cho nhau nghe những chuyện thật vui. Trước lúc rời đi, Tê Sang đã bật khóc. Anh có con gái mà lại phải lén lút gặp con thế này sao? Ngoài sảnh bệnh viện, cảnh sát Trung đã đưa Yuri về gặp con gái. Thấy cô an toàn, Tê Sang mới yên tâm. Mimi hào hứng kể cho mẹ nghe nhờ có ba mà ông người xấu kia mới không bắt được con. Sau khi gặp con gái, Yuri mới yên tâm ra gặp Tê Sang. Cô nói ra lời tha thứ cho anh vì 8 năm qua đã bỏ mẹ con cô. Sau đó hẹn gặp lại anh vào 3 ngày sau đến hiến tủy cho con gái. Khi đó cô chấp nhận cho hai cha con gặp nhau. Tê Sang hứa hôm đó anh sẽ có mặt đúng giờ. Sau đó nam chính cho Thanh Cha Ly nghe đoạn ghi âm anh gắn ở tiệm cầm đồ, nghe được cuộc nói chuyện giữa lũ đàn em cũ. Nhưng chỉ có thứ này vẫn không đủ để bắt lão Choi. Tê Sang lại tiếp tục lẻn vào nhà bà Seo. Cứ đúng 12 giờ 5 phút là bà ta sẽ tắt hết đèn, thế nên anh lẻn vào cửa sau. Phía sau là khoảng sân vườn rộng lớn, bà ta đang hưởng thụ cuộc sống sung sướng, chứ không hề sống trong nhà thuê nghèo khổ như mọi người vẫn hay đồn đại. Ở nhà ông Choi đúng như ông lão nói, nhà hắn có đường hầm bí mật. Hắn đi xuống hầm mở két sắt lấy ra một ít tiền, định sẽ sai kẻ nào đó đi ám sát nữa rồi. Phía khác nam chính đã đưa lý lịch mà cảnh sát điều tra được về tên Lâm cho ông lão xem. Sinh năm 85, từng ở trong quân đoàn ngoại tịch Pháp nên được mang quốc tịch Pháp. Ông lão kể lại năm xưa ông sống nhờ sức mạnh thể chất nhưng lại không muốn con trai như vậy, nên đã tặng nó một cây bút máy có khắc tên của nó là Busan. Vào một ngày con trai của ông đột nhiên biến mất, nhưng một điều lạ là đến cả một năm sau không kẻ nào đến đòi tiền chuộc. Cứ thế ông đánh mất con trai, đến giờ ông lão vẫn còn giữ cây bút máy. Chuyển cảnh, Tê Sang đã gọi điện đến công ty của gã Choi. Anh cho lão nghe đoạn ghi âm bọn đàn em của lão đã nói ra việc chính lão là người giết Chu Chu. Nếu mọi chuyện xấu đi, hắn ta định sẽ cho một trong ba thằng đó đi tù thay. Nhưng giờ đoạn ghi âm đang nằm trong tay Tê Sang nên hắn không thể đi nước cờ đó tiếp. Sau đó nam chính lại gọi điện cho đàn em của ông Choi là đại ca Hoan, nói rằng khi tôi bị bắt tại nhà ông Choi, ông ta nói sẽ giết tôi rồi đổ tội cho cậu đi tù thay đấy. Điều này khiến đại ca Hoan bắt đầu sợ hãi. Ngay sau đó hắn đã bị ông Choi gọi về. Nhưng ông ta không hề tức giận mà còn đưa cho hắn một số tiền lớn để hắn đi giết Tê Sang. Nam chính biết nước bài này quá quen với anh rồi. Nên khi đại ca Hoan tìm đến, anh đã tường thuật lại từng lời dụ dỗ của ông Choi không lệch chữ nào. Sau đó anh cho đại ca Hoan biết đoạn ghi âm này anh đã cho ông Choi nghe. Nên không lý gì ông ta không tức giận, chỉ là đang muốn lợi dụng đại ca Hoan lần cuối rồi mới vứt bỏ. Nghe vậy tên Hoan ngơ ngác tại chỗ, thì ra là mình ngu ngốc như vậy. Ở phân cảnh khác, đội cảnh sát cũng dần nhận ra những điểm lạ lùng trong vụ án của Tê Sang. Cách gây án của hung thủ giết Chu Chu và Sư Gà là khác nhau. Một người nghiệp dư và còn lại là chuyên nghiệp. Con dao gây án được tìm thấy được sản xuất tại một xưởng thủ công. Điểm đặc biệt là xưởng sản xuất mỗi dao một cán độc nhất vô nhị cho từng khách hàng riêng. Ngay lập tức Trung dẫn đồng đội đến quán bar của ông Choi, hỏi nhân viên ở đó có thấy lão mang con dao này theo không, nhưng ai cũng sợ liên lụy nên lắc đầu. Mặt khác, hai con cáo già lần nữa gặp nhau nhưng không phải là để bàn chuyện mà là khống chế lẫn nhau. Ông Choi nói mình đã biết ngày bà Seo sẽ ra nước ngoài, chắc chắn khi bà ta đi nếu có chuyện gì xảy ra ông sẽ phải một mình gánh hết, nên đã lên giọng cảnh cáo bà Seo không được rời khỏi Hàn Quốc cho đến khi giết được Tê Sang và Thanh Cha Ly, khiến cho bà ta tức điên. Nghe này, nghị sĩ Seo, bà phải kéo tôi ra khỏi vụ án của Chu Chu, lũ cảnh sát đã nhắm đến tôi rồi. Tôi mà chết thì bà và đứa con trai tàn tật cũng không sống được đâu, lỡ ngồi chung một thuyền rồi nên giờ có tức cũng phải ngậm miệng lại giúp hắn ta. Phía khác, Thanh Cha Ly và nam chính cũng có kế hoạch cho riêng họ. Ông lão thì vẫn cố liên lạc với con trai, nhưng Lâm chỉ hờ hững không quan tâm. Người ta nói rồi, làm gì cũng cần cái thần thái, dù có đang là tội phạm truy nã nhưng Tê Sang chỉ cần đi thẳng mặc vest thì không ai nhận ra anh. Cứ thế anh đi thẳng một mạch lên tận văn phòng bà nghị sĩ. Khi thấy Tê Sang, bà ta vừa bất ngờ vừa kinh ngạc, đưa cho bà ta xem những tấm ảnh cuộc sống sang chảnh tại căn nhà thuê 5 sao của bà, khiến cho bà Seo không dám manh động báo cảnh sát. Nhưng để bà ta chịu giúp Tê Sang bảo đảm an toàn mạng sống của anh đã phải đưa ra giấy đăng ký nhà của bà Seo. Nó thuộc một công ty tên Venus, tiệm chụp ảnh bắt cóc Yuri cũng thuộc quyền quản lý của công ty đó. Mà Venus là công ty mẹ của công ty chủ tịch Choi quản lý, nếu chuyện này sùm trên mạng thì ông ta cũng sẽ kéo bà theo. Khiến bà Seo không thể không giúp, dần khiến ý chí của bà Seo lung lay. Tê Sang bắt đầu nói rõ kế hoạch của mình, sắp tới anh và Thanh Cha Ly sẽ bắt tên chủ tịch Choi. Bây giờ chỉ cần bà ngồi im không nhúng tay vào thì những tư liệu này anh sẽ tiêu hủy hết, còn nếu không anh sẽ buộc phải vì con gái mà tung nó lên mạng đối đầu trực tiếp với bà Seo. Đến khi đó có thể bà ta chưa bị bắt, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến việc tranh chức thị trường và buổi đấu giá. Suốt cuộc nói chuyện, Tê Sang luôn lấy tấm lòng của người cha chỉ muốn cứu con gái để thuyết phục, khiến một người cũng có con bệnh tật như bà Seo bị lôi kéo. Thế là đã bắt tay giúp Tê Sang. Cảnh này đã bị Thanh Cha Ly ở phía tòa cao ốc đối diện chụp được, thế là kế hoạch thành công. Tê Sang trở ra gặp Thanh Cha Ly, anh biết rõ bà Seo cáo già không dễ hợp tác với kẻ thù. Quả nhiên bà ta đã mang bằng chứng mà Tê Sang đưa đến cho ông Choi biết. Ông ta không dễ để mình bị bắt nên cho bà Seo biết mình định sẽ đổ tội cho thằng đàn em là đại ca Hoan. Đây cũng đúng ý Tê Sang muốn.
Anh biết đại ca Hoan là một thằng trung thành không dễ gì phản bội ông Choi, nhưng nếu ông ta phản bội hắn thì hắn sẽ ôm hận mà khai ra hết tất cả. Về nhà, ông Choi nghi ngờ Tae Sang và thanh tra Lee dàn xếp vụ này, nhưng thư ký lại báo thanh tra Lee vốn không ra khỏi căn hộ vì bọn chúng chưa biết cô mặc đồ shipper lén đi. Phía khác, cảnh sát Trung cũng không ngồi yên, anh trích camera ở bệnh viện rồi đến hộp đêm kia tìm cô gái đã phân phát đồ uống thuốc ngủ. Chẳng bao lâu đã tóm được cô ta, ngồi trước bàn thẩm vấn, cô gái run sợ nói ra việc đại ca Hoan đã sai mình đi phát đồ uống chứ cô thật sự không biết trong đó có thuốc ngủ. Lấy được lời khai, đồng nghiệp cũng chạy vào báo, con dao họ tìm được của gã Hoan cũng giống con dao gây án. Hắn ta lúc này đang bị chủ tịch Choi dụ dỗ hãy đổ tội cho thằng đàn em, vì cảnh sát đã tìm được con dao có cán làm riêng nên Hoan muốn chối cũng không được. Thay vào đó, hãy xem như con dao đó hắn ta tặng cho đàn em, đổ hết tội cho thằng đó là được. Hoan rất nhanh đã bị ông Choi thuyết phục. Hắn lập tức gọi điện hẹn đàn em gặp mặt, nhưng khi lái xe đi mới phát hiện Tae Sang ngồi bên trong. Anh cho hắn biết ông Choi cũng dùng những lời đã thuyết phục hắn để thuyết phục thằng kia. Mục đích của ông ta là cho hai người tự đấu đá lẫn nhau mà thôi. Tae Sang cũng nói ra chuyện cô gái ở quán bar đã khai ra tên hắn rồi, khiến đại ca Hoan chính thức sụp đổ. Nam chính chỉ chờ có vậy liền dụ hắn về phe mình, nếu hắn chịu cải tà quy chính thì anh sẽ là người làm chứng cho việc hắn không giết Chu Chu và bắt cóc thanh tra Lee. Để đại ca Hoan tin tưởng hơn, anh đã cho phép hắn lái xe đến điểm hẹn, cho hắn xem tận mắt thằng đàn em đó đã nghe lời gã Choi. Gọi cảnh sát đến bắt đại ca Hoan, hắn ta sợ thật rồi, vì để tự cứu lấy mình, hắn đã lấy ra chiếc áo dính máu của chủ tịch Choi hôm sát hại Chu Chu. Hắn gửi nó đến sở cảnh sát rồi gọi báo cho cảnh sát Trung biết, hắn chỉ gửi bằng chứng chứ không ra làm nhân chứng vì sợ bị ông Choi trả thù sớm. Nam chính biết được thì vô cùng vui, ngày được minh oan của anh không còn xa nữa, chiếc áo đã nằm gọn trong tay đội trưởng và thanh tra Lee. Trở lại với tên Lâm, hắn ta đã chuẩn bị súng đạn sẵn sàng hạ sát Tae Sang, nhưng rồi lại nhận được tin nhắn từ ông lão. Ông gửi cho hắn xem bức hình của ông và hắn lúc nhỏ, kèm theo tin nhắc nhở, ta cho con cây bút máy để viết chữ chứ không phải để làm dao. Nhưng vẫn chẳng si nhê gì với gã này. Mặt khác, khi cảnh sát đủ bằng chứng để ập vào bắt chủ tịch Choi thì đã không thấy hắn đâu, vì lúc này hắn đã mang tiền vàng chạy trốn. Trước lúc đó đã chạy đến cầu cứu bà Seo, bọn chúng vẫn sẽ cho buổi đấu giá diễn ra rồi chia tiền đường ai nấy trốn. Lúc này trên TV đã đưa tin cảnh sát đã chứng minh vô tội cho Tae Sang, hung thủ thật sự giết Chu Chu là chủ tịch Choi. Và giờ ông ta trở thành tội phạm truy nã, thư ký và Lâm vẫn ở bên cạnh hắn ta. Thư ký nhắc hắn đêm nay phải lên tàu bỏ trốn nhưng hắn không cam tâm. Nhất định phải giết được Tae Sang trước, 9 giờ ngày mai là cuộc phẫu thuật của Mỹ Mi. Tae Sang hiểu dã tâm độc ác của ông Choi nên cầu xin bác sĩ làm phẫu thuật ngay hôm nay. Trong lúc đó, thanh tra Do và thư ký đã đăng tải hình ảnh hợp tác giữa nam chính khi còn là tội phạm truy nã cùng bà Seo lên mạng. Ngay lập tức, văn phòng công tố và người dân vô cùng hoang mang, cánh nhà báo vây kín phòng làm việc của bà Seo. Tất nhiên bà ta chối bỏ, cho rằng đó là ảnh Photoshop. Nhưng điều này cũng chính là sợi xích giữ chân bà ta không dám động vào chuyện bắt ông Choi nữa. Đến bây giờ gián điệp trong sở cảnh sát mới lộ diện. Chính hắn là người đã dò dỉ các thông tin quan trọng cho ông Choi biết, bây giờ hắn còn được cử đi canh chừng ở bệnh viện. Đây sẽ là tin tình báo cuối cùng hắn nói cho ông Choi biết, nên hắn đòi 10 tỷ tiền tin tức. Biết tin này có liên quan đến cuộc phẫu thuật nên ông Choi lập tức đồng ý. Gã thư ký đã mang theo tiền đến đưa cho gián điệp và mang về tin tức cuộc phẫu thuật diễn ra 10 giờ tối nay. Ông Choi liền nghĩ ra kế hoạch đột nhập vào bệnh viện. Lâm sẽ trợ giúp để ông ta chính tay giết Tae Sang. Tae Sang nằm trên giường bệnh thì cũng là lúc ông Choi xuất phát. Trước lúc ông ta đi, Lâm có hỏi một câu ẩn ý, ba à, thật ra con là ai? Như vậy anh đã bắt đầu nghi ngờ về thân thế của mình. Cảnh sát canh trực ở bệnh viện, nhưng có vẻ phòng camera đã có một tên đeo mắt kính là người của ông Choi. Hắn nhắn tin cho lão biết xe đã qua được máy quay. Lâm và ông Choi giả làm nhân viên dọn vệ sinh tản ra mỗi người một nơi. Cảnh sát nhiều như vậy nhưng vẫn để Lâm lẻn qua và ông Choi vào được phòng phẫu thuật của nam chính. Mặt khác, Lâm cũng lẻn vào phòng bệnh khác để phòng hờ Tae Sang được đưa vào phòng bệnh này. Nhưng bất ngờ người nằm trên bàn mổ là ông lão. Ông nhắc cho con trai nhớ, khi xưa con không gọi ta là cha mà đặt cho ta biệt danh là tướng quân. Lâm đã hơi lung lay nhưng vì cậu bị mất ký ức nên chưa nhận ra bố. Đến khi ông lão lấy nắp bút từ túi áo cậu, đậy vào chiếc bút bi của mình nó vừa khít, thì ký ức của Lâm mới dần có lại, con dao trên tay cũng rơi mất. Cũng trong lúc này, ông Choi bị ăn một cú lừa vì người nằm trên bàn mổ thật ra là một hình nhân. Quay lại trước đó một ngày, nam chính biết ông Choi không đơn giản và thanh tra Lee cũng nói cho anh biết tên gián điệp ở sở cảnh sát. Tên gián điệp khi bị đồng đội phát hiện và khuyên nhủ hết mình, cũng đã cải tà quy chính, anh ta giúp sức hết mình lừa ông Choi xa vào bẫy, ngay cả người nhân viên làm việc tại phòng camera cũng theo cái thiện đóng kịch góp vui. Nhưng khi cảnh sát xông vào phòng bệnh, thì gã Choi đã trốn lên ống thông gió mà họ không hay biết, hắn thành công ra ngoài lái xe bỏ trốn trước mắt Tae Sang. Anh lập tức đuổi theo leo lên thùng xe của hắn, đến một bãi phế liệu Tae Sang lập tức túm cổ áo tên khốn đó, không cho hắn bỏ trốn. Hai người lao vào đánh nhau nhưng xui thay hắn ta vẫn nhảy lên xe trốn được. Tae Sang lái ô tô gần đó đuổi theo, hai người chạy sát nút, hắn hích cho anh một phát đụng vào đống phế liệu. Anh trả lại bằng một cú đâm bất ngờ từ bên hông, khi anh xuống xe thì hắn đã trốn gần đó, nhưng bị nam chính khinh thường, hắn không chịu được mà cầm cây lộ diện. Được trời độ Tae Sang gia tăng 1000% sức mạnh, anh dùng tay đỡ gãy cả gậy rồi lao lên đá cho hắn một phát gãy răng, vì hắn mà anh mất 8 năm bên vợ con.
nên Tê Sang liên tục chút những cú đấm xả giận vào mặt hắn. Sức già không đánh lại sức trẻ nên sau khi bị hành xác thì ông Choi lại bị nam chính trói vào một chỗ. Nhưng bất ngờ ngọn lửa bén dầu xe mà bùng lên. Khi Tê Sang ra gặp cảnh sát nói cho họ chỗ bắt tên khốn đó thì một tiếng nổ to đã dọa mọi người đứng hình. Thế nhưng giờ phẫu thuật cho con gái là quan trọng nhất nên thanh tra Lee nhanh chóng chở nam chính về. Yuri vừa thấy đã ôm chầm lấy anh. Cô sợ anh có mệnh hệ gì thì con gái cũng không giữ nổi mạng sống. Cảnh này đã bị cảnh sát Trung đến sau nhìn thấy, nói không đau lòng thì là nói dối. Mặt khác, bà Seo vẫn đang thong thả bàn với các chuyên gia về buổi đấu giá thì nhận được điện thoại báo tin ông Choi đã bị bắt. Lúc này hắn ta đã bị bỏng nửa khuôn mặt và đang được đưa vào bệnh viện. Đó chính là cái nghiệp mà ông trời bắt hắn phải trả cho những việc làm xấu xa. Tê Sang yên tâm gây mê phẫu thuật rút tủy. Một lúc lâu sau anh đã lờ mờ tỉnh, thanh tra Lee ở bên cạnh đồng hành cùng anh. Cô nói cho Tê Sang biết đại ca Hoan đã ra đầu thú khai hết mọi chuyện. Hung thủ 8 năm trước sát hại bố cô là ông Choi, vậy nên tiền án đi tù của anh đã được rửa sạch. Anh có thể không cần cảm thấy xấu hổ mà đi thăm con gái rồi. Con bé đã bắt đầu được phẫu thuật cấy tủy. Cũng trong lúc này buổi đấu giá đang được diễn ra, hàng loạt đồ cổ pha ke đã được mọi người chốt giá cao ngất trên trời khiến bà Seo vô cùng vui. Bà ta và thư ký của ông Choi tưởng ngon ăn hết số tiền đó, nhưng buổi đấu giá vừa kết thúc, tiền về tay thì tay cũng bị còng. Cả hai bị bắt cùng một lúc, bà Seo không cam tâm chịu nhục định sẽ uống thuốc tự vẫn, thì thanh tra Lee đã đưa video con trai cho bà xem. Cậu bé bị tật nhưng lại vô cùng yêu thương mẹ, thanh tra Lee giật lại viên thuốc độc, còn bà Seo thì rơi nước mắt tuyệt vọng hối hận. Phiên tòa lần nữa diễn ra, kẻ có tội thực sự đã bị lôi ra ánh sáng, người chịu oan được pháp luật rửa tội, vậy là suốt 8 năm trời nỗi oan và bất công đã được xóa bỏ. Những người bị oan tự đòi lại công bằng cho chính mình, bé Mỹ Mi có được tủy của ba đã sống trở lại một cuộc đời mới. Tê Sang đã thực hiện lời hứa trả lại con bò sữa cho con gái khi cô bé lành bệnh. Lần đầu được chạm vào con gái ở khoảng cách gần, Tê Sang mới cảm nhận được sứ mệnh làm cha cao cả của mình. Thanh tra Lee đòi lại công bằng cho cha, cũng nhẹ lòng xé bỏ tấm bảng điều tra đã tra tấn tinh thần cô suốt 8 năm trời, gã Choi bị bỏng mặt và mù đôi mắt. Bà Seo cũng bị nhốt vào ngục giam tối tăm, Lâm sau khi tìm lại cha ruột cũng bị nhốt vào ngục chịu tội, nhưng cậu cam tâm tình nguyện vì chỉ như vậy cậu mới có cơ hội được làm lại cuộc đời. Ngày Mỹ Mi xuất viện, cảnh sát Trung đã mang theo món quà đến tặng em. Anh dắt tay con bé ra với bố ruột của bé, chính vì thật lòng yêu thương hai mẹ con mà Trung mong họ được hạnh phúc. Cả nhà ba người Mỹ Mi trải qua khoảng thời gian ở cạnh nhau tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Buổi tối Mỹ Mi đã được đáp ứng tâm nguyện được ngủ cùng bố mẹ. Đợi cô bé ngủ say, Yuri và Tê Sang mới có cơ hội nói chuyện cùng nhau. Trong quá khứ họ từng rất yêu nhau nhưng bây giờ đã khác. Tê Sang không muốn anh xuất hiện làm hòn đá cản đường cuộc sống mới của Yuri. Cảnh sát Trung là một người rất tốt, anh ấy còn có địa vị và công việc xứng đáng với hai mẹ con. Hơn là một người vô dụng như Tê Sang, bé Mỹ Mi ở bên trong đã nghe hết, nhưng cô bé chỉ âm thầm khóc hiểu cho nỗi khổ của bố. Yuri không thể ở bên cảnh sát Trung. Vì suy cho cùng cô đối với anh ấy là lòng biết ơn chứ không phải tình yêu, cảnh sát Trung hiểu cho cô nên không cưỡng ép, anh thật lòng chúc cô hạnh phúc. Yuri cũng hiểu cô cần cho Tê Sang thời gian để vực lại tinh thần và tìm lại giá trị thực sự của con người anh ấy, thế nên dù anh đi bao lâu mẹ con cô vẫn sẽ đợi. Bộ phim đến đây cũng kết thúc. Đây là một trong những phim truyền hình Hàn Quốc được đánh giá cao. Nam chính không đơn giản là trên con đường đòi lại công bằng cho mình, mà anh còn mang theo trái tim phải cứu sống con gái. Chính tình cảm của một người cha đã tiếp thêm cho anh sức mạnh, chứ không phải là ngọn lửa hận thù. Nó cũng chính là điểm đặc biệt của bộ phim. Nếu có thời gian bạn hãy tìm xem trọn bộ để cảm nhận giá trị sâu sắc nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim sau của chúng mình.